Hồi 111, dùng mưu cao giải cứu lão hoàng gia. Hành điên nói, sư huynh ơi, bọn lạt ma tàn ác kia muốn bắt sư huynh để tác hại bách tính trong thiên hạ. Hành si thở dài đáp ta là mầm họa ở thế gian, vậy chờ bọn chúng tới đây ta sẽ tự thiêu để từ nay chúng khỏi quê giấy là xong chuyện. Hành điên vội can, hoàng, hoàng, à quên, sư huynh, sư huynh không thể làm thế được, để tiểu đệ tự thiêu thay cho sư huynh hành si mỉm cười hỏi, người thay ta tự thiêu thì được ích gì? Bọn chúng chỉ muốn bắt mình ta để uy hiếp mà thôi. Quần tăng lẳng lặng không nói gì. Ngọc Lâm lên tiếng, phục đức thay, phục đức thay, hành si đã giác ngộ đạo cả. Đó tức là theo thuyết nhà Phật, ta không vào địa ngục thì còn ai vào? Trần nghĩa là như vậy, vì tiểu bảo mắng thầm trong bụng, lão hòa thượng thối tha này thật là khả ố. Lão bảo là chân nghĩa nhưng ta lại cho là giả nghĩa. Ngọc Lâm nói tiếp chờ bọn lạt ma tới đây, lão nạp cùng hành si đều tự thiêu. Xin phương trưởng đại sư và các vị huynh chớ cản trở. Vì tiểu bảo cùng quần tăng ngơ ngác nhìn nhau lộ vẻ kinh hãi. Hành si đại sư thùng thẳng nói, ngày trước đánh thành cướp đất, thiên hạ lầm than, vụ khủng khiếp tại Dương Châu trong 10 ngày và ba lần tàn sát ở gia đình, bá tính thiên hạ cực kỳ điêu tàn. Tiểu tăng dù muôn thác cũng không đủ chuộc lỗi trong muôn một, bữa nay có vì lê dân mà xả thân, bất quá mới đền bồi tội nghiệt ngày trước trong muôn một. Nếu còn vì một mình tiểu tăng mà gây cuộc đấu tranh vô cùng tận để tổn thương nhân mạng, tức là khiến tiểu tăng thêm phần tội nghiệt. Ý tiểu tăng đã nhất quyết mong rằng các vị hộ trì cho thành nhân quả. Biết đâu chúng ta nhờ vụ này mà cảm hóa được bọn lạt ma, cải ác, tòng thiện thì lại là một hảo sự tốt đẹp hành si đại sư nói rồi đứng dậy chắp tay hướng về phía vi tiểu bảo và các nhà sư thiếu lâm. Bọn trường tâm thấy nét mặt hành si đại sư tỏ ra thành khẩn không biết nói sao đành cáo từ quay về điện văn thù. Vi tiểu bảo tụ tập 36 nhà sư chùa thiếu lâm nói cho họ biết vụ này. Quần Tăng Đồng Thanh nói, hai vị đại sư muốn tự thiêu để tiêu giải oan nhiệt là việc không thể làm được hãy chờ đến lúc đó sẽ hết sức can ngăn. Vì tiểu bảo hỏi, phải chăng toàn thể các vị đều muốn bảo vệ ba vị đại sư kia đặc an toàn? Quần tăng đáp, đúng thế, vì tiểu bảo nói, cái đó cũng chẳng khó gì. Các vị nghe lời tiểu nạp xông ra tất cả ngay lúc này, đều đánh về mặt đông. Giả vờ phá vòng vây chạy xuống núi, nhưng làm bộ khó thành công được, rồi lui về bản tự. Nhưng các vị nhớ câu, tiện tay bắt bò, bắt lấy bốn năm chục tên lạt ma đem lên núi trừng tâm nói phải chăng phương trượng muốn bắt một ít lạt ma để làm con tin khiến bọn chúng không dám hành động khinh khi càn rỡ nếu vậy thì bắt những tên lạt ma địa vị tôn cao chừng nào hay chừng ấy vì tiểu bảo nói muốn bắt được những lạt ma cũng không phải chuyện dễ dàng khó tránh khỏi phải sát thương nhân mạng chúng ta chỉ cần bắt vài chục tên tiểu lạt ma cũng đủ quần tăng không hiểu ý gã nhưng mệnh lệnh của phương trượng thì đành phải tuân theo thi hành chỉ trong khoảnh khắc ở lưng chừng sườn núi, tiếng la ó vang trời nổi lên. Vì tiểu bảo đứng trên tòa cổ lầu nhìn rõ 36 nhà sư thiếu lâm xông vào đón lạt ma. Ánh đao loang loáng, cuộc chiến đấu đã khai diễn. 36 nhà sư này đều là những tay cao thủ ở chùa thiếu lâm dĩ nhiên bọn lạt ma tầm thường không chống nổi. Bọn sư thiếu lâm xông ra mấy chục trượng thì bọn lạt ma càng lúc càng đông đảo. Bọn trừng tâm tay đấm chân đá, trưởng phong, chỉ điểm chớp mắt đã đánh ngã mấy chục tên. Lão lớn tiếng hô, địch nhân thế lớn, chúng ta không thể xông ra được, hãy tạm rút về chùa rồi sẽ chủ liệu kế hoạch. Nội lực của lão rất thâm hậu nên tiếng hô truyền đi rất xa vang dội cả một vùng sơn cốc. Trừng thông cũng la lớn, không xông ra được, làm thế nào bây giờ? Trừng tâm lớn tiếng đáp, chúng ta cứ bắt lấy một số lạt ma để bọn chúng có điều ý kỳ, không dám giết người cản rỡ quần tăng hai tay chụp hai tên lạt ma hoặc vai vác tay sách mỗi người hai tên rồi rời gót trở về chùa. Trừng quan và trừng tâm đi đoạn hậu lại điểm ngã mấy tên lạt ma nữa. Bỗng nghe bọn lạt ma ở hậu trận dùng tạng ngữ truyền lệnh cho đồng bọn lớn tiếng thoá mạ, nhưng không đuổi theo. Vì tiểu bảo cười ha hà ra tận cửa sơn môn minh tiếp. Gã đếm được cả tẩy 47 tên lạt ma bị bắt. Đoàn người vào điện văn thù rồi. Vì tiểu bảo nói, các vị lột hết quần áo của bọn chúng rồi điểm huyệt đem giam vào phòng chứa củi ở vườn sau. Quần tăng đều biết pháp dụ của phương trượng rất kỳ lạ, cứ việc làm theo, lột trần chuồng 47 tên lạt ma, điểm huyệt xong giam vào phòng chứa củi khóa lại vì tiểu bảo nói, bao nhiêu sắc tướng ở thế gian đều là không hết, không người, không ta, không hòa thượng, không lạt ma. Không là sắc mà sắc cũng là không, hòa thượng là lạt ma, lạt ma cũng là hòa thượng các vị sư điệt hãy cởi áo cả xa, mặc áo của bọn lạt ma vào. Quần tăng nghe nói đều ngơ ngác chẳng hiểu ra làm sao. Vì tiểu bảo lớn tiếng hô, song nhi, người tới đây giúp ta làm tiểu lạt ma. Song nhi đã đứng chờ sẵn ngoài điện, nghe vi tiểu bảo hô hoán lập tức chạy vào thị lựa tấm áo lạt ma nhỏ nhất để gã thay. Vì tiểu bảo người vừa nhỏ, vừa thấp mặc áo lạt ma và rộng thùng thình và dài lê thê gã liền rút đao chùy thủ sen bớt vạt áo và tay áo đi, thắt đai lưng cho gọn lại một chút. Gã lại lấy mũ lạt ma đội lên đầu, trông giả là một tên tiểu lạt ma. Gã nhìn xong nhi nói, người cũng hóa trang thành một tên tiểu lạt ma đi. Trừng quang hỏi, sư thúc đổi mặc sắc phục lạt ma có dụng ý gì? Trừng quan cũng hỏi theo, chẳng lẽ chúng ta chịu đầu hàng bọn lạt ma để quy thuận hoàng giáo hay sao? Vì tiểu bảo đáp, không phải đâu là không phải đâu chúng ta hóa trang làm lạt ma kéo ùa vào tiểu miếu để bắt ba vị hòa thượng Ngọc Lâm, hành si và hành điên điểm huyệt rồi cũng mặc áo lạt ma vào cho họ. Trừng thông nghe nói tới đây vỗ tay cười reo lên, diệu kế, chân diệu kế, cao mưu, thẩm cao mưu, chúng ta biến thành mấy chục tên lạt ma giả, chờ đêm tối xuống núi sông ra. Như vậy bọn lạt ma khó biết ai chân ai giả để cản trở. Quần tăng đều khen phải và vui vẻ cười hả hê. Trừng tâm nói, chúng ta làm thế này để xong ra thì không phải sát hại nhiều người. Thật là thượng sách, Trương quan ngần ngại nói, có điều chúng ta mạo phạm đến ba vị đại sư kia, thì không khỏi phạm tội bất kính. Vì tiểu bảo đá A-di-đà Phật, ứu mạng cho ba người còn hơn xây 20 mét đợt phù đồ. Mạo phạm các vị là điều nhỏ mọn, còn hơn là lửa nóng đót mình. Trừng quan nói, sư thúc dậy trí phải, quần tăng liền cởi áo tăng bào, đổi mặc áo lạt ma bình sinh các nhà sư nghiêm giữ giới luật, tác phong rơ tang trọng, nhưng mà nay cũng phải theo vi tiểu bảo làm nhôn. Mọi người thấy mặc áo lạt ma và thành ra hình rong cổ quái, không ai nhị được cười. Vi tiểu bảo nói các vị đeo tăng bào bên mình để thoát nạn rồi trở lại chân tướng. Sau khi xuống núi nếu ai bị thất lạc thì đến chùa cát tường huyện Phụ Bình để hội họp. Gã lại sai song nhi thu nhặt tiền bạc cùng những thứ cần dùng gói bảo thành một bọc đeo lên vai mọi người chờ đến trang vạng tối, vì tiểu bảo lại ra lệnh các vị lấy tàn hương xoa lên mặt, mỗi vị sách một thùng nước để hành động. Quần tăng theo lệnh xoa mặt, sách nước, cầm binh khí chạy vào phía sau núi. Khi đến ngoài tiểu miếu, quần tăng lớn tiếng la ó, nói lý la lý lố xông thẳng vào trong miếu. Ba vị đại sư Ngọc Lâm, hành si và hành điên đã quyết trí tự thiêu. Trong viện xếp một đống củi khô lớn, người đều tắm gội hương hoa chỉ còn chờ lạt ma vào tấn công để nói cho họ hay ý chí tự thiêu cúng đường rồi châm lửa lên. Ngờ đâu bọn lạt ma cứ hùng hục sấn vào chẳng có triệu chứng gì báo trước. Miệng chúng hô, ô li ô lố, phá sòi, phá sòi, tiếng hô náo động nghe như tạng ngữ mà không phải là tạng ngữ. Mấy chục tên lạt ma xông vào miếu rồi, Ngọc Lâm gióng giạc nói, các vị hãy chờ chút để lão nạp nói mấy lời. Bất thình lình một thùng nước hắt lên, tiếp theo mấy chục thùng đội cả vào ba người. Hành động đột ngột như xét đánh không kịp bưng tay này, đừng nói ba vị chưa kịp châm lửa tự thiêu, mà dù đết lửa rồi cũng bị tắt ngấm. Song Nhi nhảy vọt vào trước điểm huyệt hành điên, hành si đại sư không hiểu võ công dĩ nhiên bỏ mặc bên địch muốn làm gì thì làm, còn Ngọc Lâm bản lãnh cao cường cũng không chống cự nữa. Trong lúc hỗn loạn lão cũng bị điểm huyệt, quần tăng vội vã cởi áo tăng bào của ba vị ra, mặc áo lạt ma vào. Vì tiểu bảo nhì song nhi trúng môi ra hiệu, song nhi cầm ngay cây nến châm và đống củi khô. Vì tiểu bảo ngó thấy cây hoàng kim trừ của hành điên bỏ trong góc điện gã muốn lượm lấy đem đi. Không ngờ cây kim trừ trầm trọng quá không nhắc lên được chừng thông liền vươn tay ra lượm lấy cây hoàng kim trừ. Vì tiểu bảo vẫy tay một cái, quần tăng liền ôm lấy ba vị đai sư xông ra phía đông. Mọi người mới chạy được mấy chục trượng đã thấy khói lửa trong tiểu miếu bốc lên ngất trời nguyên đống củi này đã tẩm dầu thơm nên lửa bén rất mau bọn lạt ma ở lưng chừng sườn núi thấy khói lửa bốc cháy ầm ầm đều lớn tiếng la hoàng bốn mặt nhốn nháo cả lên những tên thủ lãnh kêu người đi cứu hỏa dưới ánh lửa trông thấy bọn vi tiểu bảo đều tưởng là người bên mình lại gặp lúc rối loạn nên chẳng hỏi han gì hết quần tăng xuống dến chân núi đã bỏ bọn lạt ma một quãng xa mọi người quay lại nhìn lên núi thấy ánh lửa rực trời tòa tiểu miếu bị lửa cháy xuyên qua nóc trừng thông nói tòa tiểu miếu bị cháy rồi mà bọn lạt ma lại không tìm thấy hành si đại sư đâu nữa tất chúng cho là đại sư đã bị chết cháy chóp tiểu miếu từ nay chúng bị vỡ mộng không tìm đến để quấy nhiễu nữa thật là một việc hay trừng quan gật đầu đáp sư đệ nói có lý vì tiểu bảo sai trừng quan giải khai huyệt đảo cho bọn hành si đông thời xin lỗi tiểu tăng thật đắc tội xin các vị miễn trách bọn hành si vừa rồi bị điểm huyệt không cử động được nhưng tai mắt vẫn sáng suốt như thường coi tình hình biết ngay là các tăng lữ chùa thiếu lâm đã nghĩ cách cứu mình hành điên sung sướng lớn tiếng hoan hô diệu kế thật là diệu kế chúng ta trốn ra một cách dễ dàng phương trượng đại sư đại sư cứu mạng cho bọn tiểu tăng tả ơn còn chưa đủ khi nào dám phiền trách phương trượng hành si đại sư quyết ý tự thiêu để tiêu giải nghiệp chướng hành biên đốc giả trung thành hy sinh thân mình theo chúa. Nhưng thực ra trong lòng đều không muốn chết trong trường hợp này. Bây giờ các vị được thoát nạn, dĩ nhiên hoan hỉ vô cùng. Hành si đại sư mỉm cười nói, không làm chết một người nào mà hóa giải được vụ này mới thật là đáng quý. Bỗng nghe tiếng bước chân đồn dập trên nẻo đường xuống núi, một toán người rất đông đang ảo ảo chạy tới. Trừng thông hỏi, khải bẩm sư thúc, một toán lạt ma rất đông đang rượt theo, biết làm thế nào? vì tiểu bảo đáp chúng ta cứ xông về phía trước, miệng lớn tiếng, đức láo ô lý ô lố. Phá xài phá xài, khi chạm mặt chúng, mình cứ lộ vẻ tươi cười, giơ tay chỉ trỏ lên núi, chứ đừng động thủ với họ. Quần tăng đều tuân lệnh, cả hành si và ngọc lâm cũng gật đầu, vì tiểu bảo trong lòng rất khoan khoái tự nhủ, chẳng những lão hoàng gia phải tuân theo mệnh lệnh của ta mà cả sư phụ lão hoàng gia cũng chẳng dám chống đối quần tăng để hành si đi giữa theo đường lớn chạy đi. Đoàn người đang chạy thì thấy sau khúc quanh góc núi một toán người tay cầm đèn đuốc đi tới. Nhưng không phải bọn lạt ma mà là khách thập phương lên núi dâng hương. Trên cổ họ đeo một cái túi vàng, miệng túi viết bốn chữ lớn, tâm thành tiến hương. Quần tăng chùa thiếu lâm chạy tới gần đều ngần người ra. Bọn trừng thông liền im tiếng, nhưng bọn trừng quan đầu óc không minh mẫn lắm, vẫn tiếp tục lý lố loạn lên một hán tử trong bọn hương khách chạy ra lớn tiếng hỏi, các người làm gì thế này? Đại hán thân thể cao lớn, tiếng nói oang oang, vì tiểu bảo vừa ngó thấy, trong lòng mừng rớ khôn xiết. Gã đã nhận ra đại hán là ngự tiền thị vệ tổng quản Đa Long, liền chạy lên lớn tiếng gọi, đa đai ca. Đại ca ngó xem tiểu đệ là ai, Đa Long sửng xếp với lấy cái đèn lồng ở trên tay người bên cạnh đưa về phía gã soi mặt vì tiểu bảo chúng môi dương mắt rồi nổi lên chàng cười ha ha đa long vừa kinh ngạc vừa vui mừng liếu cả lưỡi lai like hỏi vì vi huynh đệ đấy ư sao huynh đệ ở đây mà lại còn giả làm một tên tiểu lạt ma vì tiểu bảo vừa cười vừa hỏi lại tại sao đa huynh cũng tới đây hai người đang đối đáp thì phía sau đa long lại có một toán hương khách chạy tới người dẫn đầu là triệu tề hiền vì tiểu bảo thấy bọn hương khách này đều là ngự tiền thị vệ hóa trang gã quen mặt đến quá nửa bọn thị vệ bu quanh lại cười nói hỉ hà cực kỳ thân mật vi tiểu bảo khẽ hỏi đa long phải chăng hoàng thượng phái đa huynh tới đây đa long khẽ đáp hoàng thượng và thái hậu lên ngũ đài sơn dâng hương hiện ở chùa linh cảnh vi tiểu bảo cả mừng nói hoàng thượng cũng lên ngũ đài sơn ư thế thì hay lắm hay lắm gã tự hỏi ngụ điếm già cũng lên đây làm chi lão hoàng gia căm hận không giết được ngủ lát sau lại một đoàn kiêu kỳ doanh giả làm hương khách đi tới. vì tiểu bảo hỏi chuyến này ở Bắc Kinh có bao nhiêu hương khách đến ngũ đài sơn? đa Đà long khẽ đáp ngoài bọn ngự tiền thị vệ chúng ta còn bắt kỳ kiêu kỵ doanh, tiền phong doanh, hộ quân doanh cũng đi theo bảo giá tới đây. vì tiểu bảo hỏi nếu vậy có đến ba bốn vạn quan binh ư? đa long đáp tất cả có ba vạn hai ngàn người. vì tiểu bảo hỏi ai làm tổng thống lĩnh các doanh để bảo giá? đa long đáp khang thân vương vì tiểu bảo nói y cũng là một vị lão bằng hữu của tiểu đệ gã vẫy triệu hiền tề lai nói nhờ triệu đại ca bẩm dùm với khang thân vương tiểu đệ cần điều động nhân mã không kịp đến tham kiến lão nhân ra để xin chỉ thị triệu hiền tề vâng lệnh đi ngay kế đó quan đo thống kiêu kỵ doanh đạo hoàng kỳ là sát nhĩ châu cũng tới nơi vì tiểu bảo nói đa lão ca đô thống đại nhân Hiện có mấy ngàn lạt ma ở Tây Tạng đã bị tin tức hoàng thượng lên dâng hương, sắp sửa bao vây chùa Thanh Lương, gây cua óc, phản nghịch làm loạn. Vậy hai vị nên đi bắt ngay đám phản tặc này. Đây là một công lao rất lớn. Đa Long và Sát Nhĩ Châu xiết nỗi vui mừng, ngỏ lời cảm ơn Vi Tiểu Bảo. Hai người đồng thanh vì đại nhân thường đưa công lao cho bọn huynh đệ, không biết lấy gì báo đền. Vi Tiểu Bảo đáp chúng ta cùng dốc lòng trung thành phục vụ Chúa Thư Ương, Sao còn nói chuyện riêng tây? Có thế mới là cùng chung hưởng hạnh phúc, chia sẻ hoạn nạn. Hai vị lập tức hạ lệnh cho các đạo quân coi giữ bốn mặt rồi lựa chọn tinh binh, mãnh tướng xong đưa lên núi. Vì tiểu bảo lớn tiếng hô, hoàng thượng là bậc thánh chúa anh minh, nhân từ, có đức hiếu sinh. Các vị chỉ nên bắt lũ phản tặc mà hết sức tránh giết hại mạng người. Thánh thượng là Diêu sâm, ủ thang chứ chẳng phải là kiệt chủ quân thị vệ và chúng thân binh đồng thanh giả ran, cho đến bây giờ vi tiểu bảo vẫn chưa hiểu diêu sâm ù thang là là những bậc thánh đê nghiêu thuấn vũ thang gã chỉ nhớ mang máng thanh âm như vậy mà các vị hoàng đế nghe đến đều khoan khoái vi tiểu bảo nói mấy câu này cố chú ý để lão hoàng gia nghe tiếng gã cho rằng bữa nay hai cha con lão tiểu hoàng đế cùng nhau tương hội mình nịnh bợ lão hoàng đế còn hiệu nghiệm hơn là nịnh bợ tiểu hoàng đế gã lại xoay mình đi tới trước mặt hành si nói, khải bẩm ba vị đại sư, bọn ta ăn mặc lôi thôi chẳng đâu vào đâu. Vậy xin các vị hãy đến chùa Kim Các ở trước mặt kia để thay quần đổi áo. Đó cũng là nơi thanh tĩnh đặng các vị nghỉ ngơi, đồng thời không để bọn người phức tạp hỗn loạn đến quấy nhiễu cuộc thanh tu của ba vị. Hành si gật đầu khen phải, đoàn người đi chừng mấy dặm thì tới chùa Kim Các, mọi người vào chùa rồi, vì tiểu bảo lấy ra một ngàn lạng bạc giao cho nhà sư trụ trì nói, bọn tiểu tăng tam, tam thời mượn bảo tự làm chỗ nghỉ ngơi. Nhất thiết đừng hỏi chi hết, cứ hỏi một câu là bớt 10 lạng bạc, bằng không hỏi câu nào thì ngàn lạng bạc này cũng chù làm tiền dầu nhang. Trụ trì hỏi 100 câu là vừa vặn hết một ngàn lạng, không được đồng nào. Hỏi đến 101 câu thì thì phải bồi thường cho tiểu tăng 10 lạng. Đó là luật, nhất định không thêm không bớt đối với ông già hay trẻ nít bọn tiểu tăng đều không giả dối khinh khi chủ trì tăng tự nhiên được món tiền lớn vừa kinh ngạc vừa mừng thầm miệng không ngớt vâng dạ chủ trì tăng hỏi sư huynh có nhà sư chợt nhớ hễ hỏi là bị trừ tiền liền đổi giọng mời sư huynh dùng trà rồi tất bật bưng trà lại chính ra nhà sư muốn hỏi sư huynh có dùng trà không ngoặc kép chấm nhưng y nhanh trí biến thành câu mời vì tiểu bảo ra ngoài ngấm ngầm truyền lệnh cho hơn trăm tên ngự tiền thị vệ phải canh gác xung quanh chuồng. Gã lại sai hai tên thị vệ đến tâu hoàng đế, nô tài là vi tiểu bảo mình mang trọng trách, không dám thiện tiện bỏ đi. Xin ở chùa kim các hậu giá, một tên thị vệ nói khải bẩm vi tổng quản, chúng ta là đạo thần tử nên đi bái kiến hoàng thượng mới phải, chứ chẳng thể chờ hoàng thượng đến gặp mình. Vi tiểu bảo xoa tay cười đáp không thể đi được lần này đành phá hoại quy củ hai tên thị vệ vâng dạ rồi chờ gót chúng thề lưỡi ra nghĩ bụng ông này thật là lớn mật đến mạng sống cũng không coi vào đâu tôi chúng lập tức đi tâu trình quần tăng thay đổi y phục xong ngồi nghỉ bỗng nghe trên núi có tiếng la hét nổi lên ầm ĩ bọn thị vệ cùng thân binh đang vây bắt lạt ma sau cơn hỗn loạn chừng một giờ tiếng hô hoán dần dần lắng xuống lại qua một giờ nữa thì bốn bể yên lặng như tờ bỗng nghe tiếng chân mấy chục người trước xa sau gần khi tới ngoài chùa thì dừng lại tiếp theo lại thấy tiếng giày lẹp kẹp một đoàn người đang tiến vào chùa vì tiểu bảo lẩm bẩm đây chắc là tiểu hoàng đế đã tới nơi gã rút đao chùy thùa cầm tay đứng góc ngoài thiền phòng của hành si nét mặt thể hiện một giả trung trinh bảo vệ chủ nhân muôn thác không lùi nguyên cái bề ngoài của gã cũng đã tỏ ra dốc lòng trung dũng nghĩa liệt đối với chủ hơn hành điên nhiều tiếng bước chân từ ngoài đi vào mười mấy hán tử mặc sắc phục thị vệ rào bước đi tới tay cầm đen lồng dơ lên đứng sang hai bên một tên thị vệ khẽ quát thu đao về mong vì tiểu bảo lùi lại mấy bước tựa lưng vào cửa hô các vị đại sư đang nghỉ ngơi trong thiền phòng không được làm huyên náo bỗng thấy một vị thiếu niên mình mặc áo bảo lam đi tới chính là vua khang hy vì tiểu bảo bấy giờ mới tra đao vào vỏ khấu đầu khẽ bầm tâu hoàng thượng lão, lão Pháp Sư hiện ở trong này. Vua Khang Hy Phán, người vào thông báo cho trẫm rồi quay lại xua tay ra lệnh, các người hãy lui ra. Hồi 112, ngoài hiên viện chúa tôi tâm sự, bọn thị vệ lui ra rồi, vì tiểu bảo mới khẽ gõ cửa phòng hai cái và lên tiếng, hối mình xin bái kiến. Sau một lúc vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, vua Khang Hy không nhẫn nại được thêm nữa, tiến thêm một bước gõ cửa hai cái vì tiểu bảo xua tay ra hiệu cho nhà vua đừng lên tiếng vua khang Huy sắp mở miệng hô phụ hoàng đành phải dừng lại hồi lâu mới nghe tiếng hành điên nói vọng ra hối minh thiền sư tệ sư huynh tinh thần mỏi mệt xin miễn cho không thể tiếp kiến được y gửi mình vào trốn không môn trần duyên đã hết vậy thiền sư chuyển lời cho người ngoài không nên đến quấy nhiễu cuộc thanh tu của y vì tiểu bảo đáp dạ dạ xin đại sư mở cửa tiểu tăng chỉ ra mắt một lần là đủ hành điên nói, theo ý tệ sư huynh thì đây là chùa Kim tác, các vị là khách không vân theo pháp chỉ của phương trưởng, tưởng không trách ai được. Vì tiểu bảo quay lại ngó vua Khang Hy thấy Long Nhan cực kỳ thê thảm, bất giác lầm bẩm thằng cha này nói ta không phải là phương trưởng ở đây thì không thể gọi hắn mở cửa được. Vậy ta đến yêu cầu phương trưởng chùa này lại kêu cửa cũng chẳng khó gì. Gã toàn xoay mình chạy đi, bỗng nghe nhà vua không nhẫn nại được nữa khóc quà lên vì tiểu bảo lại nghĩ bụng ta mà đi yêu cầu phương trượng ản tự lại kêu cửa thì ra có ý bức bách một áo hoàng gia. Sao bằng dùng cách mềm dẻo năn nỉ lão, gã liền nắm tay đấm ngực thình thịch mấy cái rồi cũng lớn tiếng khóc ròng. Gã vừa la vừa nói, ta ở đời là một đứa trẻ côi cút, không cha không mẹ, lang thang, phiêu bạc, chẳng có một kẻ nào đoái thương. Làm người như vậy còn chi là lạc thú, chi bằng chết quách cho rồi, nguyên gã khóc đây là khóc giả nhưng sực nhớ đến chuyện không biết phụ thân là ai, mẫu thân lại đắm thân ở chốn lầu hồng kỹ viện, bất giác nỗi lòng buồn thảm, nước mắt chăn hòa, thành ra khóc lóc một cách cực kỳ bi thiết thật sự. Nhà vua nghe gã khóc nức nở, ban đầu còn ngạc nhiên, sau ngày không nhịn được lại khóc quả lên. Bỗng nghe cánh cửa kẹt mở, hành biên đứng bên cửa nói, mời tiểu tí chủ đi vào. Vua Khang Huy cả mừng rào bước vào phòng, cổ xuống ôm lấy chân hành si khóc giống lên hành si đại sư khẽ xoa đầu nhà vua nói, si nhi, si nhi, lão hoàng gia cũng hàng châu lã trã tuôn rơi. Ngọc Lâm và hành điên cúi đầu ra khỏi thiền phòng, xoay tay khép cửa lại. Hai người thấy vi tiểu bảo đứng ngoài cửa cũng lờ đi như không biết, xăm xăm đi thẳng ra ngoài. Hành điên dường như cảm thấy vô lễ, đi được 10 bước rồi quay lai hô. Thiền sư, vi tiểu bảo đang chú ý lắng nghe hành si đại sư và vua Khang Hy xem hai người ở trong thiền phòng nói chuyện gì nên chẳng buồn ngó đến hành điên bỗng nghe vua khang hy vừa khóc vừa gọi phụ hoàng ơi hải nhi nhớ phụ hoàng đến chết người hành si đại sư nói nhỏ mấy câu người đứng ngoài cửa không nghe rõ được sau vua khang hy dừng tiếng khóc và hai người đều nói rất khẽ vì tiểu bảo không nghe được câu nào tuy gã động tính hiếu kỳ nhưng cũng không dám đẩy cửa hé mở ra để nghe cho rõ hơn mà chỉ đứng chờ ở ngoài hồi lâu gã vẳng nghe vua Khang Hy nhắc tới bốn chữ, đoan kính hoàng hợ ư thì nghĩ bụng, lần trước lão hoàng gia dặn ta về bẩm tiểu hoàng đế không nên làm khó dễ đến mụ điếm già, nhưng ta biệt đi không nói. Chẳng hiểu bây giờ lão hoàng gia có hồi tam chuyển ý không? Sau gã lại nghe hành si nói, bốn chữ, vĩnh bất gia phứ, vĩnh viễn không tăng thuê. Hải nhi phải thuộc lòng mới được, đó là, vì tiểu bảo lẩm bẩm vĩnh bất gia phú là con mẹ nó gì mà khẩn yếu như vậy sau một lúc lại nghe hành si đại sư nói, bữa nay Hoàng Nhi gặp ta một lần là quá rồi, làm trở ngại cuộc thanh tu của ta không ít. Từ nay Hoàng Nhi không nên đến nữa, nhà vua không đáp, hành si lại nói, Hoàng Nhi phái người thị phụng ta tuy vì lòng hiếu thảo, nhưng kẻ xuất gia phải trải ma chiết là lẽ thông thường. Hoàng Nhi đối đãi chu đáo quá là việc không nên. Hai người lại nói chuyện một hồi nữa rồi thấy hành si lớn tiếng, Hoàng Nhi về đi thôi và giữ mình cho thận trọng. Hoàng Nhi thương yêu chăm họ là hết lòng hiếu thảo với ta đó. Dường như vua Khang Hy quyến luyến không nỡ rời tay, bỗng nghe tiếng bước chân vang lên đi về phía cửa, vì tiểu bảo vội lùi xa mấy bước, mắt nhìn ra sân. Một tiếng kẹt cửa vang lên, cánh cửa mở rộng, hành si dắt tay nhà vua đưa ra ngoài cửa, miệng tùm tỉm cười. Hai cha con nhìn nhau một lúc, vua Khang Hy nắm chặt tay phụ thân, hành si non, Hoàng Nhi hay lắm, hơn ta rất nhiều nên lúc nào ta cũng yên giả hoàng nhi cũng đừng lo nghĩ gì hết lão hoàng gia nói rồi khẽ giật tay ra lui vào trong phòng đóng cửa lại sau một lúc bỗng nghe đánh cạch một tiếng cánh cửa đã cài then vua khang hy gục đầu vào cánh cửa nức nở khóc hoài vì tiểu bảo đứng ngoài cũng xa nước mắt nhà vua khóc lóc hồi lâu biết là phụ hoàng không mở cửa nữa nhưng cũng không chịu bỏ đi ngay ngài dắt tay vi tiểu bảo ngồi xuống bậc đá trước thềm lấy khăn tay lau nước mắt, ngừng đầu trong những áng mây trắng lơ lửng trên trời mà ngơ ngẩn thất thần. Nhà vua nghẹn ngào nói, tiểu quế tử, phụ hoàng khen người giỏi lắm, nhưng ngài không muốn để ngươi phục thị nữa. Lão nhân gia nói là để bọn thần tử hộ vệ một cách chu đáo quá thì không phải là kẻ xuất gia. Nhà vua nói tới ba chữ, kẻ xuất gia lại xa nước mắt. Vì tiểu bảo thấy vua Khang Hy nói lão hoàng gia không muốn để gã phục thị nữa thì sung sướng như mở cờ trong bụng nhưng không dám để lộ ra ngoài mặt. Gã đáp những kẻ muốn ra hại lão hoàng gia rất nhiều, vậy thánh thượng cần nghĩ cách ngấm ngầm bảo vệ cho lão nhân gia mới ổn. Vua Khang hy hỏi, cái đó nhất định phải thế, bọn lạt ma kia, tổ bà nó, không biết có âm mưu ngụy kế gì. Trước kia nhà vua chỉ học ở vi tiểu bảo được một câu, con bà nó, mấy tháng nay gã chưa được gặp ngài, bây giờ nghe ngài nói thêm một câu, tổ bà nó, không hiểu ở đâu ra liền hỏi, thưa sư phụ, sư phụ lại học thêm được ở đâu một câu thoá mã? Nhà vua mỉm cười đáp, đây là muội tử của chấm học được ở bọn thị về. Này y cùng thái hậu cũng lên đây. Nhà vua nói tới đây bỗng xa sầm nét mặt nói tiếp, phụ hoàng không muốn tiếp kiến bọn họ. Vì tiểu bảo gật đầu, vua Khang Hy lại nói, bọn lạt ma kia muốn bắt giữ phụ hoàng dĩ nhiên để uy hiếp chấm. Bức bách chấm mọi việc đều phải nghe theo chúng. Hừ, đâu có dễ dàng thế được tiểu quế tử người giỏi lắm lần này ngươi lại giải cứu một ảo nhân gia công trạng này không nhỏ đâu vì tiểu bảo đáp hoàng thượng thần cơ diệu toán đã tiên liệu từ trước mới phái đệ tử đến đây làm hòa thượng là có ý cắt đặt cho đệ tử làm việc này đệ tử tự xét mình chẳng có công lao chi hết hoàng thượng chẳng cần phải nô tài mà sai bất cứ ai cũng có thể một ảm được vua khang hy nói ngươi nói vậy không đúng đâu phụ hoàng bảo người thâm hiểu ý tứ của lão nhân gia không phải sát thương một người nào mà giải cứu ngài thoát nạn. Vì tiểu bảo đáp, nô tài thấy lão hoàng gia muốn tự thiêu, ngài nói là xả thân cúng dường để tiêu ma nghiệp chướng gì đó, khiến nô tài chẳng còn hồn vía nào nữa. Thật là sợ đến té đái, vãi phân, vua khang nghi thất kinh hỏi, sao lại có chuyện châm lửa đết mình, xả thân tiêu nghiệt. Vì tiểu bảo liền thuật lại đầu đuôi câu chuyện, khiến nhà vua toàn thân toát mồ hôi lạnh ngắt. Vì tiểu bảo lại nói, có điều nô tài trong lúc cấp bách phải dội một thùng nước lạnh khiến lão hoàng gia toàn thân ướt đẫm. Đây là một điều phạm tội đại bất kính, nô tài mỗi khi nghĩ tới lại sờn gai, dùng mình. Nhà vua an ủi gã vì người thiết tha bảo vệ chủ nhân mới phải làm thế. Hay lắm, hay lắm, vua Khang Hy trầm mặc một lúc, đưa mắt nhìn cửa thiền phòng nói, lão hoàng gia khuyên chấm phải thương xót chăm họ, vĩnh gia bất phú. Câu này chuyến trước lão hoàng gia đã dặn ngươi về nói với trẫm rồi. Lần này chính miệng ngài căn dặn trẫm, dĩ nhiên suốt đời trẫm không dám lãng quên. Vì tiểu bảo hỏi, vĩnh gia bất phú là cái gì? Vua Khang Hy mỉm cười đáp, phú tức là đóng thuế. Mấy vị hoàng đế triều nhà Minh cất quân đánh giặc lại xài phí cực kỳ xa xỉ thành ra thiếu tiền phải giáng chỉ bắt chăm họ đóng thuế nhiều. Quan lại nhà Minh cũng tham nhũng tệ hại. Hoàng đế tăng thuế một vạn lạng thì đại, tiểu quan viên ít ra là vơ vét đến hai ngàn vạn lạng. Trăm họ nguyên đã cùng khổ, triều đình còn năm nay bắt nộp thuế thêm, sáng năm tăng phần đóng góp thì trăm họ làm gì có cơm ăn. Bao nhiêu lúa má ở vườn ruộng đều bị quan lại lấy hết. Toàn ra trong bách tính phải chết đói là chuyện thường, do đó xảy ra chuyện dân gian nổi lên tạo phản, thế là quan lại dồn dân vào bức đường cùng mà phải làm loạn vậy. Vì tiểu bảo gật đầu nói, thế ra làm hoàng đế và làm quan lại đều không tốt. Vua Khang Hy ngắt lời, dĩ nhiên là thế, chiều vua sùng trinh đời nhà Minh chăm họ trong thiên hạ đều không có cơm ăn, khắp nơi nổi lên tạo phản. Hà Nam chưa dẹp xong, thiểm Tây đờ ả nổi dậy. Chấn áp được Sơn Tây thì Tứ Xuyên lại có biến, nhân dân cùng túng lưu tán bốn phương chẳng qua chỉ vì đời sống. Có thể nói đời nhà Minh mất ngôi về tay bọn dân nghèo người hán bảo là cường khấu phản loạn thực ra những dân lưu ly phải làm giặc cướp cũng do chính sách của triều đình đẩy họ vào bước đường này vì tiểu bảo nói té ra là thế nay lão hoàng gia đã yêu cầu hoàng thượng vĩnh bất gia phú tất thiên hạ không còn lưu manh trộm cướp nữa hoàng thượng đã là diêu sân, ủ thang thì giang sơn bền vững như bàn thạch hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế vua khang hy nói muốn thành nhiêu, thuấn vũ thang đâu phải chuyện dễ dàng. Có điều người mãn châu chúng ta vào làm hoàng đế ở Trung Nguyên dù sao cũng còn hơn bọn hô quân vô đạo đời nhà Minh thì mới khỏi hổ thẹn với trăm họ trong thiên hạ. Vì tiểu bảo nghĩ thầm trong bụng, những bạn hữu trong thiên địa hội cũng như ở mộc vương phủ đều nói quân thắt đát nhà mãn thành chiếm đoạt giang sơn của người Hán ta, chẳng một ai là không nghiến răng căm hận. Thế mà tiểu hoàng đế lại bảo các vua chúa đời nhà Minh đều là hôn quân chẳng ra gì chỉ có hoàng đế thát đát nhà y mới là những nhân vật tử tế. Xem chừng con người tự cho mình là hay là đẹp bao giờ cũng co vua khang hy lại nói, phụ hoàng vừa bảo chẫm mấy năm nay lão nhân ra đóng cửa tu hành, nghĩ lại những hành vi ngày trước rất lấy làm hồ thẹn và kinh hãi đến toát mồ hôi. Nhà vua dừng lại một chút rồi nói tiếp vua sùng trinh nhà Minh bị tên lưu khấu lý tự thành bức tử. Ngô Tam Quế qua nhà đại thanh chúng ta nguyện quân đánh bại Lý Tự Thành trả mối đại cừu cho hoàng đế nhà Minh. Thế mà trăm họ người Hán chẳng những chẳng cảm ơn nhà đại thanh, lại còn coi chúng ta như kẻ thù, ngươi có biết tại sao không? Vì tiểu bảo đáp đó là tại chúng hồ đồ, trong thiên hạ số người hồ đồ rất nhiều mà kẻ thông minh có ít, hoặc họ là những kẻ quên ân phụ nghĩa. Vua Khang Hy nói, không hẳn là như vậy, người Hán kêu bọn ta là dựa hồ là người ngoại quốc đến chiếm đoạt giang sơn gấm vóc của họ sau khi quân đại thanh và quan ải đi tới đâu giết người phóng hỏa tới đó khiến họ căm hận người mãn châu chúng ta thấu xương vì tiểu bảo nguyên là người hán nhưng vua khang hy cho gửa á nhập tịch làm người mãn châu theo dòng chính hoàng kỳ nên khi nói với gã tự xưng là chúng ta coi gã như người mãn châu chính cống thực ra bàn về quốc gia đại sự vì tiểu bảo chẳng hiểu tí gì vì nhà vua mới cùng lão hoàng gia tương hội, trong lòng kích động quá chừng. Ngài nhớ tới những điều giao huấn của phụ hoàng liền kéo tên tiểu bằng hữu thân tín đàm luận cho hả hơi. Vì tiểu bảo nói, khi nô tài còn ở Dương Châu cũng được nghe người ta nhắc tới vụ quân thanh giết người rất thê thảm ngày trước. Vua Khang Hy thở dài ngắt lời, những vụ Dương Châu thập nhật, gia định tam đồ, số người bị tàn sát không biết bao nhiêu mà kỳ đó là những việc làm đại ác do nhà Thanh chúng ta gây ra. Chuyến này ta trở về kinh sẽ giáng chỉ miễn thuế cho thành Dương Châu và đất gia định trong 3 năm. Vì tiểu bảo bụng bảo giả, người Dương Châu 3 năm không phải đóng thuế thì trong túi ai cũng có tiền, việc làm ăn ở lệ xuân viện sẽ cực kỳ hưng thịnh. Ta phải tìm cách khiến cho tiểu hoàng đế phái ta đến phục vụ ở Dương Châu để thăm viếng má má và bảo người đừng làm gái điếm nữa, tự mình mở ba nhà kỹ viện ta làm lão bản đánh bạc 10 ngày cho thỏa thích cũng gọi là Dương Châu Thập Nhật. Gã đang khoan khoái trong lòng, bỗng nghe nhà vua hỏi, tiểu quế tử, người nghĩ như vậy có hay không? Vì tiểu bảo vội tâu, hay lắm, hay lắm, như vậy mọi người đều có cơm ăn, không có ai tạo phản nữa. Vua Khang Hy nói, mọi người có cơm ăn nhưng chưa chắc đã hết kẻ tạo phản khi ngươi ra khỏi kinh thành có sai thị vệ đưa về cho trẫm một người nói là nghịch tặc ở vương ốc sơn trẫm đã đích thân cha hỏi hắn mấy lần vì tiểu bảo trong lòng kinh hãi đứng lên tâu hoàng thượng đã dặn dò nô tài không nên can thiệp vào những chuyện vu vơ từ nay nô tài không dám thế nữa nhà vua phán ngươi hãy ngồi xuống việc đó ngươi làm rất đúng chứ chẳng phải chuyện vu vơ vậy từ nay ngươi cứ can thiệp càng nhiều càng hay vì tiểu bảo vâng dạ luôn mấy tiếng mà trong lòng chẳng hiểu ra sao. Vua Khang Hy khẽ nói, sở dĩ chấm sai thị vệ khiển trách nhà ngươi là để che tay mắt mọi người khiến bọn phản tặc không đề phòng. Vì tiểu bảo mừng quính nhảy lên một cái rồi ngồi xuống, khẽ nói, nô tài hiểu rồi, té ra hoàng thượng sợ ngô tam quế trột dạ. Vua Khang Hy nói, ngô tam quế có ý tạo phản hay không hiện giờ chưa biết chắc. Nhưng hắn không hết dạ thần phục, hắn khinh khi chấm nhỏ tuổi nên chẳng coi vào đâu. Vì tiểu bảo nói, vậy hoàng thượng thi hành chốt thủ đoạn nhỏ mọn cho hắn biết đời. Ngô Tam Quế tổ bà nó đã là cây thá gì? Hoàng thượng chỉ chìa một ngón tay là quét hắn một chiêu, hoành tảo thiên quân, cao sơn lưu thủy, vua khang hy mỉm cười phán. Người dùng hai thành ngữ này không trúng, phải nói là chìa một ngón tay út ra hoành tảo thiên quân giết gã tơi bời như nước chảy hoa trôi. Vì tiểu bảo tông, dạ dạ nô tài đi làm hòa thượng mấy tháng học vấn chẳng tiến thêm một chút nào từ nay mong được kề cận sư phụ để dùng thành ngữ hoành tảo thiên quân khiến người nghe phục lăn ra như nước chảy hoa trôi nhà vua không nhịn được bật cười khanh khách nỗi uất ức trong lòng vợi bớt đi nhiều ngài khẽ nói thằng cha ngô tam quế có tài dụng binh mà dưới trướng lại đông tinh binh mãnh tướng nếu hắn thật có ý tạo phản tất liên minh với cảnh tinh trung ở phúc kiến thượng khả hị ở quảng đông ba nơi phiên chấn này mà hợp lực thì thật là lợi hại. Chúng ta phải từ từ chuẩn bị, sắp đặt mưu mô rồi mới cử động. Một khi khởi sự là phải làm cho mô tam quế tổ bà nó, thất bại tơi bời như nước chảy hoa trôi, té đái vãi phân. Vua Khang Hy là người cần mẫn hiếu học, hàng ngày ngoài những lúc làm việc chiều chính lại đến nghe bọn thị giảng, thị độc ở viện Hàn Lâm đọc thơ giảng sách. Nào, kinh thi có cơ ư, nào, Đức Thánh nói rằng sách thánh hiền đọc nhiều quá toàn những chuyện khô khan, đột nhiên nhà vua được nghe những câu, tổ bà nó, té đái vãi phân, tuy thô tục nhưng cũng thấy vui vui, liền bắt trước nhưng chỉ khi nói với vi tiểu bảo mới đưa ra dùng. Hôm nay nhà vua gặp phụ hoàng vừa hoan hỉ vừa bi thương, nhưng thân cận chưa được nửa giờ đã bị đẩy ra ngoài cửa, chẳng biết từ nay còn có dịp nào tái ngộ nữa hay không, trong lòng rất là khó chịu may có vi tiểu bảo nói năng thú vị làm vơi nỗi uất ức đi nhiều khi bàn tới việc trừ phản dẹp loạn ngài lại nổi hùng tâm nhà vua đứng dậy đi ra ngoài sân mấy bước hai tay bê mấy hòn đá bày hàng dưới đất miệng nói hắn có tứ vương nào đông biên nào tây biên nào bắc biên phải phân khai ra không để chúng liên hiệp lại với nhau lại còn địch nam vương khổng hữu đức nhưng may thằng cha này chết rồi chỉ để lại mỗi đứa con gái thì cách đối phó chẳng khó khăn gì nhà vua nói dứt lời bèn tung chân đá một hòn đá hất ra ngoài rồi nói tiếp cảnh tinh trung thần dũng hơn đời xong là kẻ vô mưu cũng chẳng có chi đáng ngại chỉ cần làm cho hắn không liên minh được với họ trịnh ở đài loan là xong nhà vua lại đá một hòn đá đi rồi nói tiếp thượng khả hỷ thì phụ tử bất hòa giữa hai cha con hắn cũng thành thế nước lửa nhằm khuyên loát nhau chắc chẳng làm nên cho gì khối đá thứ ba liền bị hất tung đi, chỉ còn lại một khối đá lớn nhất, nhà vua nhìn chằm chặp vào khối đá này, ngơ ngẩn xuất thần. Vì tiểu bảo cất tiếng hỏi, tâu hoàng thượng, phải chăng đây là ngô tam quế? Vua Khang Hy gật đầu, vì tiểu bảo mắng liền, thằng giặc thối tha này, sao mi không chết đi, khiến cho đức hoàng đế phải vì mi mà tổn thương cân não. Tâu hoàng thượng, xin hoàng thượng đái vào người hắn, vua Khang Hy cười ha hà, nổi dạ trẻ thơ quả nhiên vạch quần đái vào phiến đá ngài cười nói, người cũng đái vào đi, vì tiểu bảo cười rộ. Gã vừa đái vừa cười nói, hỏi sách này kêu bằng vạn tuế ra cao sơn lưu thủy Tiểu quế tử, tiểu quế tử, gã chợt nhớ tới chuyện thầy đồ nói chuyện tam quốc, có một hồi kêu bằng, quan vân trường thủy yếm thất quân, liền nói tiếp, tiểu quế tử thủy yếm thất quân, vô khang hy không nín được lại cười ha ha. Nga vừa thắt quần lại vừa nói, sau này mà chúng ta bắt được tên giặc túi tha kia thật sự thì đái vào người hắn. Vì tiểu bảo thấy tiểu hoàng đế ra chiều căn hận ngô tam quế thì trong bụng mừng thầm tự nhủ ta cùng bọn mộc vương phủ đã đánh cuộc về vụ này. Thế là phe mình ăn chắc đến quá nửa rồi, vua Khang Hy lại ngồi xuống thềm đá, bỗng nghe ngoài miếu có tiếng bước chân vang lên mà không có tiếng hét lác, hiển nhiên có nhiều người đang tụ tập bên ngoài vì tiểu bảo nói xem chừng bọn chúng đã bắt được hết những quân ác lạt ma rồi. Hoàng thượng quả là hồng phúc Tây Đình, kéo quân tới nơi vừa vặn quét một mẻ lưới bắt sạch. Nhà vua đã không phải chuyện ngẫu nhiên đâu, chấm được mật báo của người liền phái người đi dò xét. Sau khi hay tin phải lập tức lên đường mà cũng chậm mất một bước để bọn lạt ma làm kinh động phu hoàng. Nếu không được người khôn ngoan thì chấm phải suốt đời ôm hận chẳng thể nào vãn hồi được tội lỗi vì tiểu bảo lấy làm kỳ hỏi, nô tài có mật báo gì hoàng thượng đâu. Vua Khang Hy đáp, chậm phái thị vệ đến chùa Thiếu Lâm truyền chỉ. Chúng nói là gặp một tên mông cổ vương tử, mấy tên lạt ma, lại còn mấy tên võ quan nữa. Có đúng thế không? Vì tiểu bảo tông, đúng thế, vua Khang Hy phán, người căn dặn bọn thị vệ ngấm ngầm điều tra. Mấy gã đó làm việc rất đắc lực chúng tra xét được tên mông cổ vương tử tên gọi Cát Nhĩ Đan, thuộc bộ lạc chuẩn Cát Nhĩ ở Mông Cổ còn tên võ quan là Mã Đảo, làm tổng binh dưới chướng Ngô Tam Quế. Bọn chúng cấu kết với bọn lạt ma mưu đồ phản nghịch, toan làm điều bất lợi cho phụ hoàng. Vì tiểu bảo vỗ đùi đánh đét một cái tông, quả đúng thế thật, nô tài thấy bọn chúng nấp nánh thập thò, biết ngay chẳng phải hảo nhân, nhưng không ngờ lại là bộ hạ của tên cầu quan Ngô Tam Quế. Thực ra họ tên cùng lai lịch bọn kia gã đã biết rồi gã sai bọn triệu tề hiền điều tra là có ý vu hãm ngô tam quế không ngờ vụ này lại dẫn dụ tiểu hoàng đế hấp tấp lên ngũ đài sơn vua khang hy nói sau khi ba bọn này chia tay thị vệ trương khang niên liền theo dõi bọn lạt ma nghe được bọn chúng tụ tập rất đông lên ngũ đài sơn để chóc nã một nhân vật trọng yếu trương khang niên lại không hiểu là việc trọng đại mấy ngày mới về kinh tâu trình cho trẫm hay trẫm nghe tin này không nóng ruột sao được lập tức chậm dáng chỉ lập tức đăng trình, như một vị hoàng đế ra khỏi kinh thành, chuẩn bị hành trang, tiền hô, hậu ủng tốn nhiều thời giờ thành ra đến đây chậm mất một ngày. Hồi 113, thay lạt ma bảo vệ phù hoàng, vì tiểu bảo giật mình kinh hãi nói, té ra tên phản tặc ngô tam quế lớn mật đến thế. Hắn dám phái bọn lạt ma đến mạo phạm lão hoàng gia. Như vậy, như vậy chẳng là hắn đã công nhiên tạo phản rồi ư. Vua Khang Hy, suy, một tiếng rồi bảo, nói khẽ chứ, chấm chỉ biết tên tổng binh thủ hạ của hắn kết bạn đồng hành với bọn lạt ma. Còn hắn có tạo phản hay không thì hiện giờ chưa thể nói quyết. Vì tiểu bảo tông nhất định hắn là phản rồi. Nếu hắn là hảo nhân thì sao lại sai đại tướng dưới trướng đi theo bọn lạt ma âm mưu ám hại lão hoàng gia. Vua Khang Hy đáp dĩ nhiên hắn chẳng phải người tử tế nhà vua trầm ngâm một chút rồi chậm rãi nói, có điều chậm còn nhỏ tuổi thì chưa phải là đối thủ với hắn trong việc hành quân chiến đấu. Hay hơn hết chúng ta hãy chờ mấy năm nữa để chậm trưởng thành và hắn già thêm ít nữa. Khi đó sẽ động thủ mới nắm vững phần thắng. Tiểu quế tử, chấm hỏi, người bất tất phải nóng này, chậm ngày nào là có lợi cho chúng ta ngày ấy, hay nói cách khác đối với hắn thêm phần nguy hại và thất bại. Vì tiểu bảo vội tâu, nếu hắn già rồi chết mất, há chẳng là phước cho hắn ư. Nhà vua cười nói, cái đó là vận mệnh của hắn. Nhà vua dừng lại một chút rồi tiếp, phụ hoàng vừa ân cần dặn chấm, nếu không phải dụng binh gây chiên là hay hơn hết. Một khi đã xảy ra cuộc chiến đấu thì bất luận thắng hay bại cũng là hạ sách. Binh sĩ bị tử thương chẳng nói làm chi, Trăm họ trong thiên hạ cũng bị khổ sở chẳng nhiều thì ít. Vậy Ngô Tam Quế có chết sớm, chúng ta không cần phải động thủ thì dù không được đẹp đẽ cho lắm. Nhà vua dừng lại một chút, vì tiểu bảo xen vào, nhất định không tết đẹp chút nào. Vua Khang Nghi cười nói, nhưng đối với quân sĩ và trăm họ thì lại là một hảo sự. Tiểu Quế Tử, nếu ngươi muốn coi việc hành quân đẹp mắt thì rồi có ngày chẫm cho đi theo đến liêu đông săn gấu, bắt cọp. Vì tiểu bảo cả mừng reo lên, tuyệt diệu, thật là tuyệt diệu, nhà vua liếc mắt nhìn cửa thiền phòng khẽ nói, năm chấm mới lên sáu phụ hoàng đã cho theo đi liêu đông, dự cuộc trăng lưới vây bắt ra thú. Bây giờ, nhà vua chậm chạp bước đến bên cửa, đưa tay sờ vào cánh cửa gỗ, nước mắt long lanh cơ hồ phát khóc. Sau một lúc, nhà vua quỳ mọp dưới đất lại mấy lại khẽ nói, xin phụ hoàng bảo trọng tấm thân, hải nhi đi đây, vì tiểu bảo cũng cổ xuống theo. Vua Khang Hy trở ra đại hùng bảo điện, Khang thân vương kiện thư, hướng dẫn đô thống kiêu kỵ danh là sát nhĩ châu ngự tiền thị vệ tránh tổng quản là Đa Long cùng bọn sách ngạch đồ cùng các quan đại thần tuy tùng hộ giá đã đợi sẵn ở đó mọi người thấy hoàng đế trở ra đều cổ xuống làm lễ tham kiến. Vua Khang hy khoát tay một cái, quần thần đều đứng cả dậy ngó trộm thấy thấy vành mắt tiểu hoàng đế đỏ hoe. Hiển nhiên ngài đã khóc nhiều, trong lòng ai nấy đều kinh dị, nhà vua tuy còn nhỏ tuổi nhưng kiến thức hơn đời, hiện nay ngài đã vượt lên trên quần thần rất xa các đại thần trong triều đối với nhà vua vừa sợ hãi vừa kính cẩn không một ai dám cơ ơ giả khinh khi ngài còn nhỏ tuổi tiểu hoàng đế mà khóc lóc là một chuyện lạ quần thần lại thấy mặt vi tiểu bảo cũng có ngấn lệ thì thầm nghĩ nhất định là gã thiếu niên thân tín của đức hoàng thượng đã làm cho ngài phải khóc nhiều không hiểu cặp thiếu niên này đã có chuyện gì nên biết đức thuận trị xuất gia ở ngũ đài sơn vua khang huy giữ rất cẩn mật dù người trí thân là con gái nhà vua tức tiến ninh công chúa ngài cũng cho hay thì dĩ nhiên quần thần biết thế nào được. Khang thân vương tiến lên một bước tâu, khải tâu thánh thượng, mấy ngàn tên lạt ma làm huyên náo ngoài chùa thanh lương không hiểu vì việc gì. Hiện đã bị bắt đem đến đây để chờ chỉ phát vua Khang Hy gật đầu phán, đưa người cầm đầu vào đây. Sát nhị châu liền áp giải ba tên lạt ma già mình mặc áo hoàng bào, ngoài khoác áo cả sa màu đại hồng vào điện cả ba tên chân tay đều đeo xiềng khóa, hai tên bị thương. Ba tên lạt ma này đều không biết đây là vua Khang Hy, đương kim hoàng đế, chúng tỏ thái độ rất quật cường, miệng chúng lý lố không ngớt. Đột nhiên nhà vua cũng lý lố một hồi, quần thần đều kinh hãi vì chẳng ai ngờ hoàng thượng lại hiểu cả tạng ngữ. Thực ra, bọn lạt ma này là người xứ Mông Cổ chứ không phải ở xứ Tây Tạng. Vua Khang Hy nới tiếng Mông Cổ với chúng, Ba tên lạt ma nghe nhà vua nói một hồi, liền cúi đầu xuống tỏ vẻ khuất phục. Vua Khang Hy ra lệnh đưa chúng vào phòng bên cạnh để chẫm thẩm vấn. Đa Long vâng dạ rồi bước lên điểm vào bầy, tám chỗ huyệt đạo trong mình bọn lạt ma và sai người cắp chúng vào gian phòng bên cạnh. Vì tiểu bảo xoay tay đóng cửa phòng rút đao chủy thủ ra vung lên làm hiệu trò vào cổ họng, mắt, mũi ba tên lạt ma. Vua Khang Hy nói tiếng mông cổ hỏi mấy câu một tên lạt ma già nhất trong bọn thái độ rất cung kính, trả lời từng câu một. Vua Khang Hy và tên lạt ma già đối đáp với nhau hồi lâu. Vì tiểu bảo hệ thấy nhà vua lớn tiếng, lòng nhan phẫn nộ lại vung đao chủy thủ lên hăm dọa. Còn những khi vẻ mặt nhà vua hòa hoãn thì gã lại cười khì khì. Có khí gã gật đầu nhìn lạt ma để khuyến khích, vua Khang Hy hỏi lui, hỏi tới lâu đến một giờ mới sai bọn thị vệ đem ba tên lạt ma ra ngoài ngài lại sai Vi Tiểu Bảo đóng cửa, trầm ngâm một lúc rồi nói: vụ này có điều quái lạ, vì Tiểu Bảo không dám làm gián đoạn luồng tư tưởng của nhà vua, nên chỉ đứng lặng thinh chẳng nói câu nào. Vua Khang Hy lại nghĩ một lúc nữa rồi hỏi: việc phù hoàng xuất gia ở chùa Thanh Lương có những ai hay biết? Vì Tiểu Bảo tông ngoài thánh thượng và nô tài, còn sư phụ của lão hoàng gia là Ngọc Lâm đại sư và sư đệ của ngài là Hành Điên đại sư nữa mà thôi kể ra còn thấy giám hải đại phú, nhưng lão đã chết rồi. Gã dừng lại một chút rồi tiếp vị trụ trì ở chùa Thanh Lương trước là trừng quan đại sư dường như cũng không hay. Y chỉ biết lão hoàng gia là một nhân vật lai lịch không phải tầm thường. Trừ những người đó chỉ còn ngủ, còn thái hậu nữa. Vua Khang nghi gật đầu nói, phải rồi, vậy là trên đời này kể cả phụ hoàng chỉ có sáu người hay biết. Vậy mà chấm vừa hỏi tên lạt ma sứ Mông Cổ thì lão nói vâng lệnh hoạt phật ở tây tạng là lạp tát đến chùa thanh lương để đón tiếp một vị hòa thượng lên tây tạng trẫm gạn hỏi ngọn ngành xem vị hòa thượng ở chùa thanh lương đó là ai và lạp tát hòa thượng đón tiếp nhân vật đó đến tây tạng để làm gì thì hắn đáp một cách hàm hồ trẫm vặn đi vặn lại hắn chỉ nói là quả thực không hay sau cùng hắn bảo dường như vị hòa thượng kia hiểu nhiều chu ngữ của mật tông hoạt Phật muốn mời y đến có lẽ vì mục đích khuyết trương Phật Pháp của phe mật tông. Dĩ nhiên thế là hắn nói nhăng nói càn, nhưng coi gương mặt thì thì hắn không lộ về gì dối trá. Chấm chắc người ta gạt hắn như vậy rồi hắn cũng tin là sự thực. Vì tiểu bảo tông, dạ, vị hoạt Phật ở Tây Tạng có biết lai lịch chân chính của lão hoàng gia hay không hiện nay khó mà quyết đoán được. Có điều kẻ nào đến suối dục hoạt Phật phái người tới đây mạo phạm lão hoàng gia thì nô tài e rằng e rằng đã biết rõ nội tình. Vua Khang hy lầm nhầm gật đầu, vì tiểu bảo đột nhiên lộ vẻ sợ hãi tông. Tâu. tâu hoàng thượng, nô tài phải thủ khẩu như, như cái gì? Nguyên là, thủ khẩu như bình, nhưng gã không nhớ. Gã nói tiếp việc này rất trọng đại, dù là lúc ngủ mê nô tài cũng chẳng dám thiết ra nửa lời nhà vua phán. Dĩ nhiên người không nói, trẫm đã tin rồi. Ngọc Lâm và hành điên đại sư dĩ nhiên cũng không nói ra. Hối thông phương trượng chùa Thiếu Lâm dù có đoán ra phần nào, nhưng lão là một vị cao tăng đạo đức, quyết không bếp xếp, thổ lộ với ai. Tính đi tính lại chỉ còn mụ, mụ tiện nhân đó. Vì tiểu bảo nói theo, đúng lắm, đúng lắm, nhất định là mụ, mụ, gã toàn nói, mụ điếm giả, nhưng trước mặt hoàng đế, gã không dám bảo miệng. Vua Khang Hy trầm ngâm một lúc rồi nói, mụ ở cung từ Ninh đã giấu một gã đàn ông giả làm cung nữ chính mắt chẫm trông thấy, quyết không phải giả dối. Mụ lo ngày, lo đêm cơ sự bại lộ, mụ còn tự biết việc mụ giết đoan chính hoàng hậu làm cho phụ hoàng căm hận mụ thấu xương. Phụ hoàng tuy đã xuất gia, còn phái hải đại phú về công tra xét vụ đó. Người đã biết rõ nội tình mà lại kề cận bên mình chấm thì mụ tiện nhân kia ăn ngon ngủ yên thế nào được. Mụ phải tìm cách hạ tù ra hại phụ hoàng, mưu hại chấm rồi giết ngươi đi mới yên được ngoài ra chẳng còn cách nào khác vì tiểu bảo tính thầm trong bụng ngụ điếm giả đã cấu kết với thần long giáo ngụ biết lão hoàng gia chưa chết át báo cáo với hồng giáo chủ coi chừng bọn lạt ma này kéo đến ngũ đài sơn tất có liên quan tới hồng giáo chủ nhưng gã là bạch long sứ ở thần long giáo nên không thể tâu rõ với hoàng thượng được vua khang hy thấy vẻ mặt lão có điều khác lạ liền hỏi người nghĩ sao vì tiểu bảo vội tâu nô tài nghĩ rằng nghĩ rằng những suy luận của thánh thượng không sai chút nào. Nhất định là mụ thái hậu nói ra, thái hậu chẳng đã thường lui tới siêu hương lễ Phật ở các chùa Lạt Ma. Người mãn châu dùng tín Lạt Ma, ai ai đi lễ chùa Lạt Ma cũng là chuyện rất tầm thường. Nhưng lúc này nhà vua đã có thành kiến không hay về thái hậu nên cũng không nghi ngờ gì nữa. Nhà vua vỗ tay xuống bàn chan chát mấy tiếng rồi nghiến răng nói, quân tiện nhân này đã ra hại đức mẫu hậu thân sinh của chấm. Lại làm hại phụ hoàng chán đời xuất ra, để cho chấm thành người không cha, không mẹ. Chấm, chấm mà không băm bằm con tiện nhân làm muôn đoạn thì chẳng thể nào nguôi được mối hận này. Nhưng, nhưng phụ hoàng cứ một mực khuyên chấm đừng làm khó dễ gì đến ngủ Vụ này biết làm thế nào cho được, vì tiểu bảo nghĩ thầm trong bụng, lão hoàng gia chỉ không cho nhà vua giết mụ điếm già, chứ có cấm ta giết đâu dù lão có cấm ta cũng chẳng được vì ta là phương trượng của lão ta hạ lệnh cho lão thì được chứ không phải tuân theo chỉ thị của lão. Có điều này mà nói ra thì không linh nghiệm nữa. Gã nghĩ vậy liền tâu, thánh thượng bất tất phải phiền lòng. Thái hậu đã gây nên nhiều tội ác tất sẽ gặp kết quả bi thảm. Thánh thượng chỉ có việc dương mắt lắng tay chờ ngày đó. Vua Khang Hy là người thông tuệ khác thường, hiểu ý gã ngay. Nhà vua nhìn gã một lúc rồi gật đầu nói, đúng thế, quân tiện nhân này tội ác ngập đầu, thế nào cũng gặp kết quả thảm hại nhà vua bước lui bước tới trong lòng hồi lâu rồi phán công việc ngày nay là phải nghĩ kế đừng để bọn lạt ma lại đến xâm phạm phù hoàng hay hơn hết là chúng ta phái một người có thể tin cậy được đi làm phật sống ở tây tạng bao nhiêu lạt ma trong thiên hạ đều thuộc quyền quản trị của người đó thì mới khỏi lo về sau vì tiểu bảo giật mình đánh thót một cái bụng bảo giả bữa nay ta giả làm tên tiểu lạt ma chớ để giả thành thật hoàng thượng mà tuyên bố ra là không thu lại được nữa vậy ta trận đầu trước là hơn gã vội tâu khải tấu hoàng thượng cái gì thì còn được chứ làm phật sống ở tây tạng thì nô tài không làm nổi vua khang hy cười ha hả phán ngươi quả là tinh danh thực ra làm phật sống ở tây tạng có điều gì không hay đâu địa phương quản hạt của phật sống còn rộng hơn cả vân nam phạm vi quản hạt của ngô tam quế vì tiểu bảo xua tay lia lịa đáp chẳng thà nô tài là một tên tiểu thái giám còn được kề cận thánh hoàng một khi làm phật sống thì chẳng thể nào gần gũi thánh hoàng được tây tạng vương cũng thế đông tạng vương cũng vậy hay thiên tạng vương địa tạng vương gì gì đi nữa thì nô tài cũng không làm được gã nói mấy câu này là sự thực vì gã ở với vua khang hy lâu ngày hai người tuổi suýt soát ngang nhau chuyện trò lại ý hợp tâm đầu dĩ nhiên sinh tình quyến luyến. Tuy một bên là tiểu hoàng đế, một bên là tiểu thái giám, nhưng coi nhau như bạn thân. Nếu phải rời xa nhà vua thì lòng gã không khỏi bịn gìn Vua Khang Hy cười hỏi, địa tạng vương là là danh hiệu của Đức Bồ Tát mà ngươi cũng đem ra nói nhăng ư. Ngài đẩy cửa phòng bước ra ngoài nhìn sát Nhĩ Châu và Đa Long nói, hai ngươi làm việc đắc lực, chấm sẽ ban thưởng. Sát Nhĩ Châu và Đa Long cả mừng liền dập đầu tạ ơn. Vua Khang Hy nói, Trẫm đem lòng sùng tín Phật Pháp, quả nhiên mấy năm nay nhờ Bồ Tát phù hộ độ trì, nước nhà bình yên, nhân dân an lạc. Vì tiểu bảo thay Trẫm làm hòa thượng cũng là một công trạng rất lớn. Vì tiểu bảo dập đầu tạ ơn, vua Khang Hy nói, hiện nay vì tiểu bảo đã mãn kỳ hạn thay mình chấm, được theo Trẫm về cung. Đến lượt sát Nhĩ Châu xuất ra hai năm, nhưng không phải làm hòa thượng mà làm đai lạt ma trên ngũ đài sơn nhà vua ngừng lại một chút rồi tiếc khanh chọn lấy hai ngàn tên quân đắc lực ở kiêu kỵ doanh đi theo cùng làm lạt ma và chia ra trụ trì trong các chùa lạt ma ở trên ngũ đài sơn thời kỳ quân sĩ xuất gia lương bổng được tăng lên gấp đôi và còn được ban ơn khác nữa sát nhị châu sửng xết tuy không thích cũng phải tạ ơn lãnh trì nhà vua lại nói làm điều thiện mà muốn người ta hay biết thì không phải là chân thiện vụ này khanh phải dặn mọi người thủ khẩu như bình không được tiết lộ Tên nào trái lệnh cứ xử theo quân pháp, không khoang miễn gì hết. Nhà vua lại bảo Đa Long, bao nhiêu lạt ma ở ngũ đài sơn khanh xiềng khóa cả lại đưa về kinh giam cầm. Đồng người phái người đi thông chi cho Đạt Lai Hoạt Phật và nói là Hoàng thượng mời những vị lạt ma này về Bắc Kinh khuyết trương Phật Pháp, tuyên dương giáo lý. Chờ thời gian chừng độ bảy tám chục năm, Phật Pháp hưng thịnh rồi, sẽ đưa bọn họ trở về Tây Tạng. Nhà vua nói một câu thì Cát Nhĩ Châu và Đa Long lại giả một tiếng vì tiểu bảo mừng thầm trong giả tự nhủ phen này lão gia được hoàn tục thì vĩnh viễn không làm hòa thượng nữa gã lại tự hỏi bọn lạt ma kia liệu có sống được bảy tám chục năm nữa để về xứ chăng bọn chúng lớn mật dám mạo phạm đến lão hoàng gia mà hoàng thượng không chặt đầu mà chỉ giam cầm suốt đời là ngài đại lượng lắm rồi và cũng là hồng phúc của chúng rất lớn vua khang hy lại phán vì tiểu bảo người được thăng chức tránh hoàng kỳ đô thống ở kiêu kỵ doanh kiêm ngự tiền thị vệ phó tổng quản. Sát nhĩ châu người làm đại lạt ma được chu đáo, khi trở về kinh trẫm sẽ phái đi làm đề đốc. Hai người lại dập đầu lại tạ ơn, vì tiểu bảo coi là chuyện thường, gã coi chức tránh đô thống hay phó đô thống cũng vậy mà thôi. Còn sát nhĩ châu thì mừng rỡ vô cùng, nên biết trong chiều rất nhiều quan to, chức đô thống kiêu kỵ doanh bất quá là kẻ thân tín của Đức Hoàng đế, nhưng chỉ được coi một doanh. Tám màu cờ có tám chức đô thống, coi tám doanh. Đô thống thì khi gặp hoàng thân quốc thích, tướng quân, đại thần đều phải khom lưng vấn an. Ngoài lương bổng chẳng có ngoại tài gì khác, ai đi làm đề đốc ở tỉnh xa mới oai danh hiền hách một phương mà bổng lộc cũng lắm. Vì vậy sát nhĩ châu hy vọng ở chỗ làm đề đốc sau này. Vào lúc trời mới bình minh, vua Khang Hy truyền chỉ đến chùa Thanh Lương lễ Phật. Ngoài chùa gươm đao còn quả ngổn ngang dưới đất, ngọn cỏ mặt đá dính đê vết máu tỏ ra lúc bắt lạt ma đã xảy một trường ác đấu cực kỳ khủng khiếp nhà vua lại ra tiểu miếu ở phía sau núi quan sát thì chỉ thấy đóng gạch ngói tan tành cột gỗ cháy đen tòa tiểu miếu đã bị thiêu hủy tàn tạ những pho tượng phật cũng cháy thành than nhà vua ngấm ngầm kinh hãi bụng bảo giả giả tỷ đêm qua phủ hoàng không trốn ra ngoài thì đã bị thiêu ở trong miếu rôn nhà vua không dám nghĩ thêm nữa sai sách ngạch đồ lấy một vạn lạc bạc để trùng tu tòa tiểu miếu nhà vua biết phù hoàng không muốn làm to chuyện nên không tiện cho nhiều tiền. Vua Khang Hy trở về Đại Hùng Bảo Điện cùng quần tăng chùa Thiếu Lâm làm lễ tương kiến. Quần tăng chỉ biết vị tiểu thí chủ này lai lịch rất lớn, không chừng vào hạng hoàng thân quốc thích, chứ không biết là hoàng đế. Các nhà tu hành tuy chẳng su viêm phụ nhiệt như người ngoài tục, nhưng thấy nhà vua bỏ ra nhiều tiền sửa sang miếu vũ cũng chắp tay ngỏ lời tạ ơn. Bọn trừng thông cũng đã nhận ra tùy tùng đức vua giả làm hương khách số đông là những người võ nghệ cao thâm. Vua Khang Hy đã tới ngôi chùa phụ hoàng xuất gia, không muốn bỏ về ngay liền hỏi, bản nhân muốn ở lại bảo tự mấy ngày có điều chi bất tiện chăng? Vì tiểu bảo đáp đại thí chủ có lòng chiếu cố, bọn tiểu tăng mong mỏi còn không được. Bất thình lình nghe đánh, sầm, một tiếng rùng rợn. Bụi cát gạch ngói đổ xuống ầm ầm, nóc đại hùng bảo điện đã bị phá thủng một lỗ lớn bỗng thấy bóng trắng thấp thoáng từ trên nóc viện rớt xuống. Mọi người hoảng hết nhìn lại thì ra một nhà sư mặc áo bạch bào, tay cầm trường kiếm vừa nhảy sổ về phía vua Khang Hy vừa la, bữa nay ta rửa hơn cho nhà đại minh, vua Khang Hy vội lùi lại, bọn Đa Long, Sát Nhĩ Châu, Khang Thân Vương đứng bên hoàng đế không được đeo binh khí. Trong lúc kinh hãi ai nấy đều vươn tay không ra để chụp người kia. Người kia phất tay áo bên trái một cái một luồng kinh lực cực kỳ lợi hại xô ra, bọn đa lòng bảy, tám người không đứng vững bị hất lùi lại. Bọn trừng tâm, trừng quan đều la lớn, không được hại người, đồng thời ra tay cản trở, nhà sư kia lại phất tay áo bào một cái, những tăng nhân vào hàng thượng thẳng đều võ công cao thâm thi triển hồ trảo công, lòng trảo thủ, niêm hoa cầm nã thủ, cầm long công và nhiều tuyệt kỹ nữa mà không sao nắm được nhà sư kia. Quần tăng cực kỳ kinh hãi lẩm bẩm trong thiên hạ sao lại có nhân vật ghê gớm thế? Bạch y tăng không ngừng cử động, tiếp tục phóng kiếm nhằm vua Khang Hy đâm tới. Nhà vua sau lưng đã tựa vào bàn thờ, không còn đất lùi, bất giác la thầm, mạng ta đến đây là hết. Vì tiểu bảo vội nhảy ra trước mặt vua Khang Hy để ngăn chặn. Bỗng nghe đánh, chát một tiếng, ngực gã đã bị trúng kiếm, thanh trường kiếm cong đi không xuyên vào được. Vì tiểu bảo trước ngực đau điếng, gã đã rút chùy thủ cầm tay chém mạnh ra, chặt kiếm đứt làm hai đoạn. Bạch y tăng không khỏi ngẩn người, trừng quan quát lên không được hại sư thúc ta. Lão phóng trưởng đánh vào vai bên hữu bạch y tăng, bạch y tăng quang thanh kiếm gãy đi, xoay tay phóng trưởng phản kích. Trừng quan cảm thấy khí huyết nhộn nhạo, mắt nảy đom đóng. Bạch y tăng cất tiếng khen, hảo công phu, hắn tiếp một trường của trừng quan rồi đảo mắt nhìn quanh, Thấy rất nhiều cao thủ nên cũng sờn lòng. Nhất là vừa rồi thấy kiếm đâm không thủng một tên tiểu hòa thượng lại càng kinh dị, nên không dám ham chín. Hắn vươn tay mặt ra túm lấy cổ áo vi tiểu bảo rồi đột nhiên nhảy vọt lên, qua chỗ thủng trên nóc điện chuồn ra ngoài. Động tác của Bạch Y tăng mau lẹ vô cùng, 36 nhà sư cao thủ chùa thiếu lâm ở trong điện mà không một ai ngăn cản kịp. Bọn trường tâm... Trừng quang vội theo lỗ thủng nhảy lên nóc điện thì đã thấy bóng trắng thấp thoáng chay ra phía sau núi cách xa mấy chục trượng rồi. Bạch y tăng quả là một kỳ nhân, bản lãnh đã cao thâm, phinh công cũng ghê gớm không ai tưởng tượng được. Quần tăng thấy có đuổi cũng không kịp, nhưng phương trượng bản tự bị bắt đem đi nên vẫn phải rượt theo. 36 nhà sư vừa la vừa rượt, chỉ trong chớp mắt bóng trắng đã biến mất hút vào khúc quanh sau núi. Vì tiểu bảo bị bạch y tăng sách chạy đi gã tưởng mình đương đằng vân giá vũ, ngó dãy cây ven đường vèo vèo chạy lui lại. Gã lại cảm thấy đường đi mỗi lúc một lên cao thì trong lòng kiếp đảm nghĩ thầm, thằng chọc này đâm một kiếm mà ta không chết, nhất định hắn không chịu sẽ dùng biện pháp khác, không chừng hắn lên ngọn núi cao liệu mình xuống vực thẳm thì còn chi là cái mạng của thằng chọc nhỏ. Đột nhiên bạch y tăng buông tay ra, quả nhiên hắn liệu vi tiểu bảo xuống, hồi 114, bạch y ni thống khóc tiên quân vì tiểu bảo vừa kêu thét lên một tiếng đã thấy sau lưng đụng đánh, kịch, một tiếng. Té ra gã chỉ bị hất xuống đất chứ không phải bị quăng xuống vực thẳm. Bạch y tăng lạnh lùng nhìn gã nói, ta nghe đồn phái thiếu lâm có môn hộ thể thần công gươm đao chém không vào. Chẳng ngờ một tên tiểu hòa thượng như ngươi cũng học được môn đó. Vì tiểu bảo nghe thanh âm đối phương thật trong trẻo lại có vẻ dịu dàng thì trong lòng rất lấy làm kỳ gã ngừng đầu lên nhìn thì thấy đối phương khuôn mặt hình trái dưa, nước da trắng nõn, cặp mày cong vút, mắt phượng buồn thiêu. Hiển nhiên là một thiếu phụ cực kỳ xinh đẹp, lối ngoài ba chục tuổi. Thiếu phụ đầu cạo trọc, có vết tàn nhang, té ra đây không phải là một hòa thượng, mà là một vị ni cô. Vì tiểu bảo mừng thầm tự nhủ, dù sao ni cô cũng còn hơn là hòa thượng, gã muốn ngồi dậy nhưng trước ngực đau nhói lên, khí huyết nhộn nhạo rất khó chịu vừa rồi gã bị đâm một kiếm, tuy nhờ có bảo y hộ thân chưa thủng ra thịt, nhưng nội lực của đối phương hùng mạnh quá nên làm gã bị nội thương khá nặng. Gã rú lên một tiếng rồi lai ngã lăn ra, nữ nghi lạnh lùng lên tiếng ta tưởng thần công của phái thiếu lâm ghê gớm thế nào, thực ra chỉ có vậy mà thôi. Vì tiểu bảo đáp chẳng giấu gì sư thái, 36 nhà sư thiếu lâm hiện ở trong đại hùng bửu điện chùa Thanh Lương, có người là thủ tòa La Hán Đường. Có kẻ là thủ tòa bát nhã đường, trao ôi, trao ôi. Tên nào cũng là cao thủ bậc nhất ở phái thiếu lâm. Bọn chúng 36 người địch không nổi một mình sư thái. Nếu tiểu tăng biết sớm thế này thì đã chẳng vào chùa thiếu lâm, úi trao, mà tìm đến sư thái để xin làm đồ đệ còn hay hơn gấp hàng trăm lần. Ở đời dễ được mấy người không ăn phỉnh, vì tiểu bảo lại là một tay lành nghề nịnh hót khiến ai nghe cũng lọt tai. Bạch Ini tuy là một tay cao thủ tuyệt đỉnh trong giang hồ mà nghe gã nói mấy câu, sắc mặt Ni cô đang lạnh như tiền bỗng lộ một nụ cười khoan khoái. Mụ cất tiếng hỏi: "Tên họ ngươi là chi? ở chùa Thiếu Lâm học nghệ đã mấy năm rồi?". Vì Tiểu Bảo nghĩ thầm trong bụng, mụ này từ trên nóc đại hùng bảo điện nhảy vào hành thích hoàng thượng nói là để trả thù cho thiên tử nhà Đại Minh. Bây giờ ta lọt vào tay mụ thì phải tìm cách thân cận mới là thượng sách nhưng ta chưa hiểu mụ là thù hay là bạn với thiên địa hội. Hay hơn hết là ta đừng vội thố lộ chân tướng. Gã suy nghĩ xong đã tiểu tăng là một đứa trẻ côi cút cùng nghèo ở Dương Châu. Tiên phụ bị quân mãn châu giết chết. Tiểu tăng từ thuở nhỏ bị bắt vào hoàng cung làm tiểu thái giám. Tiểu tăng tên là tiểu quế tử. Về sau, bạch y ni nghe đến tên gã, trầm ngâm một lúc rồi hỏi, ngươi là tiểu thái giám tiểu quế tử ư? Dường như ta đã nghe thấy danh tự này ở triều đình Thát Đát có tên gian thần Ngao Bái bị một tên tiểu thái giám giết chết. Tên đó là ai? Vì tiểu bảo vội đáp chính, tiểu tăng đã giết hắn. Bạch Y Ni nửa tin nửa ngờ hỏi, trình người đã giết hắn thật ư? Nhưng Ngao Bái võ công rất cao cường, tự xưng là đệ nhất dũng sĩ Mãn Châu thì làm sao ngươi giết hắn được? Vì tiểu bảo từ từ ngồi nhổm dậy thuật chuyện bắt Ngao Bái. Tiểu hoàng đế hạ lệnh động thủ ra sao? Gã nhân lúc bất ngờ đâm Ngao Bái thế nào? ném cho vào mắt hắn ra làm sao? Gã kể hết không bỏ sót một chi tiết, gã lại thuật về sau vào nhà tù đâm chết ngao bái trong trường hợp nào cho Bạch Y Nhi nghe. Dĩ nhiên gờ á thêm dầu, thêm mỡ cho câu chuyện thành ra quan trọng. Bạch Y Nhi lặng lặng đứng nghe gã kể hết, buông tiếng thở dài tự nói một mình, nếu có phải đúng như vậy thì bọn quả phụ nhà họ Trang nên cảm ơn ngươi. Vì tiểu bảo cả mừng hỏi, lão nhân ra nói những quả phụ nào? phải chăng trong đó có cả vị tam thiếu nhưng nhưng ở trang gia tam thiếu nhưng nhưng đã có lời cảm ơn tiểu tăng bà còn tặng cho một ả à nha hoàn tên gọi song nhi bây giờ chắc thị đang nóng ruột muốn chết thì gã chưa giữ y lời bạch y ni đã hỏi lại sao ngươi lại biết những người ở trang gia vì tiểu bảo liền theo sự thực kể chuyện lại Gã nói thêm, lão nhân ra mà không tin lời tiểu tăng thì cứ kêu song nhi ra hỏi sẽ rõ bạch y Nhi lại hỏi ngươi đã biết tam thiếu nhưng và song nhi thì đúng rồi nhưng sao nay ngươi lại làm hòa thượng vì tiểu bảo tự nhủ việc lão hoàng gia xuất gia đầu phật ta cần giấu nhẹn là hơn gã liền đáp khang hy hoàng đế phái tiểu tăng thay ngài đến chùa thiếu lâm xuất gia sau lại phái tiểu tăng lên làm phương trượng chùa thanh lương này kể từ ngày xuất gia cho tới nay chưa đấy một năm tiểu tăng đã học được rất nhiều võ công của pha y thiếu lâm mà thực ra dù có học thêm mấy chục năm nữa luyện cho đến hết những môn vi đà trường, bát nhã trường, niêm hoa cầm nã tù Gì gì đi nữa thì ở trước mặt lão nhân gia cũng hoàn toàn vô dụng. Gã tưởng tầng bốc bạch y ni như vậy mụ sẽ khoan khoái vô cùng. Nào ngờ đột nhiên mụ xa sầm nét mặt hỏi người đã là người Hán sao lại đi nhận giặc làm cha, liều mạc bảo vệ cho hoàng đế đúng là lòng giả của hạng nô tài vì tiểu bảo trong lòng hồi hộp những lời vặn hỏi của bạch y ni thật khó trả lời lúc bạch y ni hành thích vua khang hy trước tình thế nguy cấp bất giác gã đứng ra che chở cho nhà vua thực tình gã không nghĩ tới chuyện tâm công nịnh bợ mà chỉ biết nhà vua là người rất thân tình với gã ở trên đời nên gã coi là một vị thân ca ca bất luận trong trường hợp nào cũng không thể để ai hạ sát được Bạch Y Ni lạnh lùng nói tiếp bọn Thát Đát ở Mãn Châu vào cướp Giang Sơn nhà đại minh chúng ta còn chưa đáng kể là quân bại hoại thứ nhất. Bại hoại hơn nữa là người Hán làm vây cánh cho cọp giữ, chỉ cầu thân mình đẳng vinh hoa phú quý, dám làm bất cứ việc gì. Ngủ nhìn thẳng vào mặt vi tiểu bảo gần giọng nói, bây giờ ta đứng trên ngọn núi liệu ngươi xuống, liệu ngươi có vận dụng thần công được nữa không? Vi tiểu bảo lớn tiếng đáp, dĩ nhiên tiểu tăng không vận dụng. Thực ra sư thái chẳng cần liệng tiểu tăng xuống núi mà chỉ khẽ đánh một trường vào đỉnh đầu là lập tức thủ cấp của tiểu tăng vỡ thành 17, 18 mảnh. Bạch y ni hỏi, thế thì người nịnh bợ hoàng đế thát đát còn được lợi ích gì? Vì tiểu bảo lớn tiếng đáp tiểu tăng không nịnh bợ y mà chỉ coi y như người bạn tết. Y, y đờ á tuyên bố, vĩnh gia bất phứ, thương yêu chăm họ. Bần tăng nghĩ rằng mình cũng là bậc hảo hán trên chốn giang hồ, phải coi nghĩa khí làm trọng hết dạ yêu thương bách tính. Thực ra y có lòng nghĩa khí với vua Khang Hy là sự thực, còn chuyện yêu thương bách tính thì dù cho trong mơ gã cũng chưa bao giờ nghĩ tới, hiện gã đang ở vào tình thế nguy hiểm tới tính mạng, nên mượn cái nón lớn để che đồng. Quả nhiên Bạch Y Ni lộ vẻ ngần ngừ hỏi, y bảo vĩnh viễn không tăng thuế và yêu thương chăm họ ư tương đương vi tiểu bảo đáp ngay, đúng thế, đúng thế. Y nói không biết đến mấy trăm lần và còn bảo quân mãn thanh tiến vào quan ải rồi tàn sát trăm họ là một việc rất tàn nhẫn. Những vụ Dương Châu thập nhật, gia định tam, gì gì, đó là những hành động cầm thú. Trong lòng Y lúc nào cũng hối hận không yên, nên Y đã lên ngũ đài sơn thiêu hương, bái Phật, lại ban chỉ miễn thuế ba năm cho thành Dương Châu và đất gia định. Bạch Y ni lầm nhầm gật đầu vì tiểu bảo lại nói tên gian thần ngao bái sát hại nhiều kẻ trung lương tiểu hoàng đế đã cản trở mà hắn không chịu nghe nên y giận quá bảo tiểu tăng lập kế giết hắn đi bạch sư thái nếu sư thái hạ sát tiểu hoàng đế thì công việc triều chính sẽ vào cả tay thái hậu mụ điếm giả này ác hại vô cùng sư thái muốn giết bọn thát đát thì nên giết mụ điếm giả đó đi còn hơn bạch y ni trợn mắt nhìn vi tiểu bảo nó trước mặt ta ngươi không được thết ra những lời thô tục vô lễ vì tiểu bảo nói dạ dạ trước mặt lão nhân gia từ nay trở đi trong vòng bảy tám chục năm tiểu tăng không dám thết ra nửa lời thô tục bạch y ni ngừng đầu nhìn đám mây trắng trên trời không lý gì đến gã nữa sau một lúc lâu mụ lại hỏi thái hậu làm điều chi tệ hại vì tiểu bảo nghĩ thầm những việc làm tệ hại của thái hậu chẳng liên quan gì tới mụ ni cô này vậy ta cứ bịa ra những tội trạng đổ lên đầu mụ điếm giả đó Gã nghĩ vậy liền đáp, Thái Hậu bảo hiện nay Giang Sơn đã thuộc về nhà Đại Thanh thì nên đào mồ quốc mà 17, 18 đời Hoàng đế nhà Đại Minh để xem có bảo bối gì chăng. Gã dừng lại một chút rồi tiếp, Thái Hậu còn nói không thể để sống sót một người Hán họ chu nào trong khắp thiên hạ mà phải tìm giết cả nhà mới khỏi lo bọn chúng khởi nghĩa nổi lên đoạt lại Giang Sơn của nhà Đại Thanh. Bạch in Ni tức giận đến cực điểm, không nhịn được nữa, đập tay xuống phiên đá đánh, chát, một cái những mảnh đá vỡ vụn tung bay tới tấp mụ gầm lên con đàn bà nấy thật ác độc vì tiểu bảo nói thật thế tiểu tăng phải khuyên can tiểu hoàng đế nhất định không nên làm những việc đó bạch y ni dặn hắng một tiếng giỏi hỏi học vấn của ngươi đến đâu người lý luận thế nào mà khuyên can được tiểu hoàng đế để y tin theo vì tiểu bảo cười đáp ha ha lý luận ư tương đương lý luận của tiểu tăng rất rộng lớn tiểu tăng nói tâu hoàng thương con người ta bất cứ ai trung quy cũng đi vào chỗ chết. Ở dương gian người mãn châu của hoàng thượng cầm quyền chăm họ, nhưng hoàng thượng có biết ở dưới âm cung đức diêm vương là người Hán hay người mãn? Những phán quan, tiểu quỷ, quỷ đầu châu, quỷ mặt ngựa, quỷ vô thường và bao nhiêu ma quỷ khác là người mãn hay người Hán? Dĩ nhiên họ đều là người Hán hết. Vậy mà ở dương gian hoàng thượng khinh khi lấn át người Hán qua đỗi thì một ngày kia hoàng thượng chết xuống âm cung tất bị họ trả thù rất nguy hiểm. Bạch Inni DWNCS nghe không nói gì. Vì tiểu bảo lại nói tiếp tiểu hoàng đế liền đáp tiểu quế tử. May được ngươi nhắc nhở không thì chấm quên điều đó. Bao nhiêu chủ ý tàn độc của Thái hậu đưa ra đều bị tiểu hoàng đế bác bỏ. Không nghe một câu nào chẳng những thế tiểu hoàng đế còn ban tiền bạc để trùng tu những phần mộ của các bậc vua chúa nhà đại minh từ hồng võ gia ra cho đế sùng trinh hoàng đế lại còn phúc vương lỗ vương đường vương quế vương gì gì nữa nhiều quá tiểu tăng không nhớ được hết bạch ini nghe gã nói đột nhiên vành mắt đỏ hoe dường như mụ xúc động đến cực điểm hai hàng châu lệ lã chã tuôn rơi những giọt nước mắt chảy qua áo bạch bào rơi xuống ngọn cỏ Hồi lâu mụ dơ ai áo lên lau mặt rồi nói, nếu quả đúng thế thì chẳng những NGM không có tội gì mà còn có công lớn, vì ngươi mà những lăng tầm của các đế vương khỏi bị, mụ áp phụ khai quật. Mụ nói tới đây, thanh âm nghẹn ngào không thết nên lời được nữa. Bạch y ni đứng dậy cất bước đi lại mỏm đá bờ vực thẳm. Vì tiểu bảo vội la lên, sư thái, sư thái sư thái đừng, đừng hủy mình, gã nói rồi chạy theo nắm lấy tà áo bạch y ni. Bạch Y Nhi quay lại gắt lên: "Đừng nói bậy, việc gì ta phải tự hủy mình? Vì Tiểu Bảo đáp, Tiểu Tăng thấy sư thái thương tâm quá đổi, chỉ sợ trong lúc nhất thời buồn bực mà nảy ra quyết định không hay. Bạch Y Nhi hỏi: "Nếu ta hủy mình tự tử thì ngươi trở về bên mình Hoàng Đế để hưởng phú quý hả? Chẳng hay lắm du? Vì Tiểu Bảo đáp ngay: "Không không, Tiểu Tăng làm Tiểu Thái giám cũng là chuyện bất đắc dĩ. Quân Thát Đát đã sát hại gia gia của Tiểu Tăng." khi nào tiểu tăng lại nhận giặc làng, cha, bạch y ni gật đầu nói, khen cho ngươi còn có chút lương tâm, mụ lấy cho mình ra mấy chục lạng bạc đưa cho vi tiểu bảo nói, ngươi cầm số bạc này làm lộ phí để trở về quê quán ở Dương Châu. Vi tiểu bảo nghĩ bụng, tiền bạc ta thường cho người chẳng phải một ngàn lạng cũng phải năm trăm thì con báo gì số tiền nhỏ mọn này. Xem chừng vị sư thái đã mềm lòng rồi, ta phải làm cho mụ thương mến mới được gã không nhận tiền mà đột nhiên cổ xuống ôm lấy chân bạch y ni mà khóc ào lên bạch y ni trao mày hỏi ngươi làm gì vậy đứng dậy đi đứng dậy đi vì tiểu bảo đác tiểu nhân tiểu nhân không muốn lấy bạc của sư thái bạch y ni hỏi không lấy thì thôi càn chi ngươi phải khóc lóc vì tiểu bảo đác tiểu nhân không cha không mẹ chẳng được một ai thương xót sư thái ơi sư thái rất giống gia mẫu tiểu nhân chỉ mong được một người dù lòng thương như má má là hay rồi bạch y ni đỏ mặt lên khẽ nói Ngươi đừng nói nhăng nói càn ta đi xuất ra từ tuổi nhỏ vì tiểu bảo đáp giả dạ, giả dạ, gã đứng dậy quả nhiên trên mặt còn đầy ngấn nước mắt nên biết gã muốn khóc lúc nào là khóc ngay được vì đó là tuyệt kỹ của gã dâu lớn bạch y ni trầm ngâm rồi nói ta lại muốn đi bắc kinh và muốn đem ngươi đi theo nhưng ngươi lại là một tiểu hòa thượng ngụ đi Bắc Kinh với mình giết mụ điếm già càng hay. Thái hậu tuy đã nhận gã làm bạch long sứ của thần long giáo và tỏ ra kính thuận gã, nhưng mỗi lần gã nghĩ tới ngụ không khỏi ớn ra gà. Đồng thời gã đã tỏ ý với nhà vua là sẽ hạ sát thái hậu, nhưng hạ thủ cách nào đối với gờ á là một vấn đề nan dài. Bây giờ gã thấy võ công của bạch y ni vào loại quỷ khốc thần sâu. Ngụ muốn giết thái hậu thật dễ như chờ bàn tay, chẳng cần tốn hơi sơ chi hết. Gã ngẫm nghĩ rồi đáp tiểu tử làm hòa thượng chỉ là chuyện giả dối. Sau khi xuống núi, tiểu tử sẽ thay mặc áo khác là xong. Bạch y ni gật đầu không nói gì nữa. Hai người liền song song xuống núi. Khi gặp quãng đường hiểm trở khó đi, Bạch y ni lại túm cổ áo vi tiểu bảo sách lên nhẹ nhàng nhảy vọt qua. Vi tiểu bảo tán dương Bạch y ni không ngớt miệng. Lại chê bai võ công của phái thiếu lâm chẳng đáng một đồng. Bạch Y Ni tựa hồ như không nghe tiếng, mụ chẳng lộ vẻ mừng vui mà cũng chẳng ra chiều tức giận sau bạch y ni nghe vi tiểu bảo nhắc đi nhắc lại đến mười mấy lượt mới nói vo công của phái thiếu lâm dĩ nhiên có nhiều chỗ độc đáo ngươi là trẻ con khác nào ếch mùi đáy giếng không nên bạ đâu nói đấy ngay một môn hộ thể thần công của ngươi khiến cho đau thương bất nhập chính ta đây cũng chưa học được vi tiểu bảo xúc động đáp môn hộ thể thân công của tiểu tử chỉ là giả tạo gã cởi chiếc áo choàng để hở chiếc áo trong màu đen ra nói tiếp chỉ có tấm áo này là đau thương chém không vào bạch y ni liền giơ tay len vận nội tình vào ngó tay đâm một cái chỉ lực của mụ có thể đâm đứt cả dây thép mà đối với những sợi tơ dệt áo này không xây sứt may may mụ tùm tỉm cười nói té ra là thế trước ta vẫn lấy làm kỳ nghĩ rằng võ công phái thiếu lâm độc đáo đến thế mà ngươi còn nhỏ tuổi sao đã rèn luyện được tới trình độ đó mụ giải khai được mối hoài nghi trong lòng cao hứng, cười nói, ngươi quả là một đứa nhỏ rất thành thực, vì tiểu bảo không khỏi cười thầm vì ở đời còn có người khen gã thật thà thì đáng là một chuyện hy hiểu. Gã đáp tiểu tử đối với người khác không thành thực lắm đâu, nhưng đối với sư thái chẳng dối trá một câu nào. Tiểu tử cũng không hiểu tại sao, chắc là vì tiểu tử coi sư thái cũng như, cũng như má má. Bạch y ni chẹn họng từ bây giờ trở đi ngươi đừng nói vậy, khó nghe lắm vì tiểu bảo đáp giả dạ, giả dạ. gã nghĩ thầm mụ đâm vào ngực mình một cái đến bây giờ cũng chưa hết đau ta đã kêu mụ mấy câu má má thế cũng là có vay có trả rồi nguyên gã kêu bạch y ni bằng má má tức là gã thoá mà mụ làm đờ điếm vì mẫu thân gã là một kỹ nữ vì tiểu bảo lấy làm đắc ý bất giác đưa mắt nhìn bạch y ni thấy mụ gương mặt xinh đẹp và trang nhã lại có vẻ đài các thanh cao bất giác gã sinh lòng kính cần vì tiểu bảo vốn là đứa trẻ hỗn xược ngay đối với phật tổ bồ tát gã cũng chẳng đem lòng kính trọng đối với sư phụ trần cận nam gã vì sợ hãi mà không dám ngấm ngầm kêu bằng lão này lão nọ còn những người như hồng giáo chủ hồng phu nhân vân vân gã chỉ kính thuận ở ngoài miệng mà trong lòng khinh bì nhưng lúc này ở trước mặt bạch y ni chẳng những bề ngoài mà trong thâm tâm gờ á cũng không dám có ý nghĩ xông càn vừa rồi gã hô mấy câu má má bây giờ ngẫm lại thấy hối hận. Bạch Y Ni cùng Vi Tiểu Bảo ra đi từ mé Bắc, xóm núi rồi đi ngang qua Đông. Khi hai người tới một tòa thị trấn, Vi Tiểu Bảo liền đi mua quần áo hóa trang làm một thiếu niên công tử. Hồi ở chùa Thanh Lương, gã giả làm lạt ma để bảo vệ lão hoàng gia còn một số ngân phiếu mấy chục vạn lượng bạc, gã đã cất vào trong bọc. Dọc đường Vi Tiểu Bảo dặn các khách điếm làm những món chay tinh khiết và phục thị Bạch Y Ni rất chu đáo. Bạch Y ni phân biệt những món ăn ngon hay dở một cách rất tinh vi, tựa hồ như mụ là một nhân vật xuất thân từ nhà đại phú quý, khác hẳn bọn tăng lữ chùa Thiếu Lâm. Tuy mụ không có ý lựa chọn, nhưng món nào tinh khiết ngon lành, mụ ăn nhiều thêm mấy miếng. Vì tiểu bảo trong tay đã sẵn tiền bạc thì mua sắm gì chẳng được. Nào nhân sâm, nào phục linh, nào mộc nhĩ nào nấm lau tê lân thứ gì càng quý gã càng mua nhiều vi tiểu bảo từng làm trưởng quản trong ngự chu phòng một thời gian khá lâu. Gặp những ngày Phật tổ đàn, quan âm đàn hoặc những ngày lễ tiết thái hậu cùng hoàng đế đều dùng chai, nên những món này gã rất thành thu. Có khi nhà bếp ở khách điếm không biết nấu nướng, phải mời gã ra chỉ điểm. Những bữa ăn ở trong quán trọ ngày càng giống những bữa ngự thiện ở Hoàng Cung đến bảy tám phần. Bạch Y là người trầm mặc, thường thường suốt ngày không nói một câu vì tiểu bảo đã sinh lòng tôn kính mụ, cũng không dám nói nhăng nói can. Hôm tới Bắc Kinh, vì tiểu bảo tìm đến một nhà đại khách điếm. Vừa bước chân vào, gã đã đưa ra hai chục lạng bạc làm tiền thương. Chủ điếm thấy ni cô vào trọ cũng hơi sững xết, nhưng thấy chàng công tử quyền quỷ sự hào phóng liền tiếp đãi ân cần. Bạch y ni đối với mọi sự tựa hồ coi là chuyện đương nhiên, mụ không cần hỏi han gì. Ăn cơm chưa xong, bạch y ni nói ta muốn đi viếng núi cảnh sơn vì tiểu bảo đáp sư thái muốn đi cảnh sơn ư đó là nơi sùng trinh hoàng đế đã quy thiên chúng ta nên đến làm lễ núi cảnh sơn ở ngay cạnh hoàng cung chỉ trong khoảnh khắc đã tới nơi hai người lên núi rồi vi tiểu bảo trỏ một gốc cây lớn nói hoàng đế sùng trinh chết treo ở trên cây này bạch y ni giang tay ôm lấy cây người mụ run rẩy không ngớt giọt trâu tầm tã tuôn rơi bỗng mụ nằm lăn xuống đất khóc lóc thảm thương vì tiểu bảo tự hỏi chẳng lẽ vị sư thái này có mối liên quan với sùng trinh hoàng đế gã động tâm nghĩ tiếp phải chăng y cũng giống hoàn cảnh đào cô cô trước đã làm cung nữ trong triều nhà đại minh không chừng y là một vị phi tần của vua sùng trinh nhưng gã lại lẩm bẩm lắc đầu không phải rồi ta coi khổ người không đúng y còn nhỏ tuổi hơn mụ điếm già nhiều thì làm phi tần của sùng trinh hoàng đế thế nào được Bạch Y ni khóc lóc cực kỳ bi thiết, cơ hồ ngất đi. Vì tiểu bảo thấy thế không nhịn được cũng xa lệ, gã quỳ mọp xuống đất hướng về phía cây lớn dập đầu lại mấy lại. Bạch Y ni khóc lóc hồi lâu rồi lại đứng lên ôm lấy thân cây. Đột nhiên mụ run bần bật xỉu đi, tấm thân từ từ tụt xuống, vì tiểu bảo giật mình kinh hãi, vội lại nâng đỡ, la gọi, sư thái, sư thái lai tỉnh, sau một lúc lâu, bạch y ni dần dần hồi tỉnh, Định thần lại nói, chúng ta đến hoàng cung coi xem, vì tiểu bảo đáp được rồi nhưng hãy trở lại khách điếm để tiểu tử lấy bộ áo thái giám cho sư thái mặc, rồi sẽ đưa sư thái vào cung. Bạch y nghi tức giận hỏi, sao ta lại mặc đồ thái giám của quân thát đáp được? Vì tiểu bảo đáp giả dạ, giả, dạ, thế thì, thế thì sư thái mặc giả dạ làm lạt ma vậy. Trong hoàng cung thường có lạt ma lui tới. Bạch y ni gạt đi, ta cũng không thèm giả làm lạt ma mà cứ xông thẳng vào thì ai ngăn cản được. Vì tiểu bảo đáp giả giả, bọn thị vệ quả không ngăn cản nổi sư thái, nhưng e rằng không tránh khỏi tàn sát nhiều người. Sư thái còn mải giết người thì chẳng thể bình tĩnh để coi cảnh vật. Gã thực tình không muốn để bạch y ni giữ nguyên chân tướng mà vào hoàng cung. Hồi 115, Nico hai dạo lèn vào cung. Bạch y ni gật đầu đáp, người nói vậy cũng phải hãy chờ đến đêm tối sẽ vào cung là được người cứ ở khách điếm đợi ta sẽ khỏi gặp nguy hiểm vì tiểu bảo vội nói không không tiểu tử xin đi theo sư thái vì tình thế trong hoàng cung tiểu tử đã thuộc hết chẳng những tiểu tử biết hết mọi chỗ mà còn quen mặt cả người nữa sư thái muốn coi nơi nào tiểu tử sẽ dẫn tới đó bạch y ni lẳng lặng không nói gì ngơ ngẩn xuất thần đến canh hai bạch y ni vọt ra khỏi khách điếm vì tiểu bảo leo đẽo theo sau. Khi đến bức tường vây hoàng cung, vì tiểu bảo nói, chúng ta quanh ra góc đông bắc, chỗ đó tường vây thấp hơn, mà bên trong là nơi cư trú của bọn tôi tớ làm việc tạp dịch, không có thị vệ tuần tra. Bạch Y Ni theo lời gã chỉ điểm quanh ra góc đông bắc. Ngụ túm lấy sau lưng vi tiểu bảo nhẹ nhàng nhảy vào trong. Vì tiểu bảo khẽ hỏi, bên này là lạc thọ đường và dương tinh điện, sư thái muốn coi nơi nào? bạch y ni nói nơi nào ta cũng muốn coi hai người liền đi về phía tây xuyên qua mé bên lạc thọ đường và dưỡng tinh điện quanh vào dãy hành lang rồi qua huyền khung bảo điện cảnh dương cung trung tụy cung đi đến ngự hoa viên trong đêm tối mà bạch y ni chân bước thoăn thoát mau lẹ cả những khúc quanh đường rẽ mụ cũng không trần trừ chút nào hễ ngó thấy thị vệ hoặc phu canh đi tuần mụ liền ẩn vào góc nhà hoặc sau gốc cây vì tiểu bảo rất lấy làm kỳ nghĩ bụng, sao vị sư thái này lại thuộc hết tình hình trong cung đến thế? Có khi bà còn hiểu rõ hơn cả ta, ta bảo đẫn bà đi mà thực ra bà hướng dân ta mới đúng. Đi qua ngự hoa viên rồi, hai người tiếp tục đi về phía tây, qua cửa khôn ninh vào tới ngoài cung khôn ninh. Bạch Y Ni ngần ngừ một chút rồi hỏi, có phải hoàng hậu ở cung này không? Vì tiểu bảo đáp, hoàng thượng chưa thành hôn không có hoàng hậu, trước kia thái hậu ở đây bây giờ bà dọn qua cung tử ninh. Cung khôn ninh này hiện bỏ trống, không người ở, Bạch Y Ni nói, chúng ta thử đến coi. Bạch Y Ni tới ngoài cung, mụ giơ tay lên đặt vào khung cửa sổ khẽ đẩy kinh lực ra. Bật lên những tiếng lắc cắc, then cửa bị gãy rời. Bạch Y Ni đẩy cửa nhảy vào, vì tiểu bảo cũng chuồn vào theo. Cung khôn ninh là tầm cung của hoàng hậu, vì tiểu bảo trước nay chưa vào bây giờ. Trong cung lâu ngày không có người ở, mùi hôi hám sông lên sặc sùa. Ánh trăng lọt qua làn giấy dán cửa sổ chiếu vào trong nhà những tia sáng yếu ớt vi tiểu bảo phảng phất nhìn thấy bạch y ni ngồi xuống cạnh giường không nhúc nhích. Sau một lúc gã nghe tiếng tí tách, thì ra mụ nhỏ lệ xuống vạt áo. Gã nghĩ thầm, phải rồi, chắc sư thái cũng cùng một trường hợp với đảo cô cô, trước đã là cung nữ phục thị hoàng hậu triều đại nhà đại minh. Bỗng thấy bạch y ni đứng dậy ngừng đầu nhìn lên sài nhà khẽ nói, chu hoàng hậu, ngày trước tự tử ở đây, vì tiểu bảo đã một tiếng, gã không nghi ngờ gì nữa, khẽ cất tiếng hỏi, sư thái có muốn gặp cô cô của tiểu tử không? Bạch y ni lấy làm kỳ hỏi lại, cô cô ngươi ư, cô cô ngươi là ai? Vì tiểu bảo đáp cô cô của tiểu tử họ đào tên Hồng Anh, bạch y nhi khẽ la lên, Hồng Anh ư, vì tiểu bảo đã phải rồi, không chừng sư thái cũng bia y, ngày trước đào cô cô phục thị trưởng công chúa, con sùng trinh hoàng đế. Bạch y ni hỏi, hay lắm, hay lắm, hiện giờ y ở đâu? Người kêu y đến ra mắt ta. Bạch y ni thường thường vẫn thản nhiên, cả lúc vào chùa thanh lương hành thích vua Khang Hy. Dù hành động mau lẹ bà vẫn không mất vẻ bình tĩnh, nhưng lúc này giọng nói của bà tỏ ra rất nóng này. Vì tiểu bảo đác đêm nay thì không gọi được rồi. Bạch y ni vội hỏi, tại sao vậy, tại sao vậy, vì tiểu bảo đác đào cô cô vẫn giữ lòng chung với nhà đại minh y đã hành thích thái hậu thát đát đáng tiếc là chưa đâm chết được ngủ. Y đành nấp nánh ở Hoàng Cung, y có nhìn thấy ám hiệu thì mới tìm đến tiểu tử. Vậy tối mai mới gặp được, Bạch Y Ni hỏi, hay lắm, hay lắm, Hồng Anh là một tên nha đầu có khí tiết, người làm hiệu thế nào để hẹn hò y? Vì tiểu bảo đã, tiểu tử đã ước hẹn với cô cô ra hỏa trường xếp một đống đá, cầm một cành cây vào là y biết ngay và đến chỗ hẹn chờ đợi. Bạch Y Nhi nói, vậy bây giờ chúng ta đi làm ám hiệu. Ngụ nhảy vọt ra cửa sổ dắt tay vi tiểu bảo tới cửa Long Phúc qua công VNS Thọ, Điện Thể Nguyên, Điện Bảo Hoa, tiến về phía Bắc hỏa Trường. Vi tiểu bảo lượm một cục than vẽ hình chim sẻ vào mảnh gỗ xong gã nhặt đá xếp vào một đống. Vừa cắm nhành cây xong, bỗng nghe Bạch Y Nhi nói, có người tới đó, Hỏa Trường là nơi đết phế vật ở trong cung, vậy mà giữa lúc canh khuya đột nhiên có người đến là chuyên khác thường vi tiểu bảo kéo tay bạch y ni ẩn vào phía sau một cái lưu lớn tiếng bước chân lạo xạo mỗi lúc một gần một người thoan thoát đi tới từng bước nhìn quanh bốn mặt khi ngó thấy cành cây vi tiểu bảo cắm vào đông đá người kia sừng xếp tiến lại nhổ lên người kia xoay mình một cái dưới ánh trăng vi tiểu bảo nhìn rõ ma thì chính là đào hồng anh trong lòng mừng rỡ khôn xiết gã khẽ cất tiếng hô cô cô tiểu điệt ở đây rồi từ sau lu nước nhảy ra. Đào Hồng Anh vội bước lại ôm lấy gã, hoan hỉ nói, hào hai tử, người đã về đấy ư tương đương hàng ngày cứ đến đêm là ta lại tới đây coi, chỉ mong nhìn thấy ký hiệu của ngươi. Vì tiểu bảo nói, cô cô, có người muốn gặp cô cô đó. Đào Hồng Anh lộ vẻ kinh nghi, buông tay ra hỏi, ai ấy? Bạch Y Ni đứng thẳng người lên khẽ đáp, ta đây, Hồng ngươi, ngươi còn nhận được ta không? Đào Hồng Anh không ngờ phía sau lưu nước, còn có người nữa, bất giác mụ giật mình kinh hãi, lùi lại ba bước. Mụ xoay tay mặt ra sau lưng rút thanh đoàn kiếm rồi hỏi lại, ai, ai yếu, bạch y ni ni thở dài đáp, té ra người không nhận ra được ta nữa rồi. Đào hồng anh ngập ngừng, tôn giá, tôn giá, mụ từ từ tiến lên hai bước nói tiếp, nô tài, nô tài không nhìn rõ mặt tôn giá, tôn giá, là bạch y ni khẽ nghiêng mình đi để ánh trăng soi rõ một bên mặt rồi khẽ nói tướng mạo người thay đổi khá nhiều rồi đào hồng anh cất tiếng run run tôn giá tôn giá là đột nhiên mụ bỏ đoàn kiếm xuống la lên trưởng công chúa trưởng công chúa đây ư nô tài nô tài mụ nhảy sổ lại ôm chân bạch y ni quỳ phục xuống đất nghen gào nói trưởng công chúa nô tài lại được gặp công chúa thì có chết ngay tức khắc cũng thỏa dạ lắm rồi vì tiểu bảo vừa nghe đến ba chữ trưởng công chúa thì kinh ngạc vô cùng nhưng sau gã nhớ tới đào hồng anh đã kể chuyện xưa mụ đã từng làm công nữ ở tiên triều hầu hạ trưởng công chúa sau khi lý sấm đánh vào bắc kinh sùng trinh vung kiếm lên định hạ sát trưởng công chúa nhát kiếm của nhà vua chặt đứt một cánh tay nàng sùng trinh định chém nữa thì đào hồng anh nằm phục lên trên mình công chúa bị nhát kiếm thứ hai chém trúng lưng mụ ngất đi hồi lâu khi tỉnh lại thì không thấy hoàng đế và công chúa đâu nữa vì tiểu bảo bất giác đưa mắt nhìn bạch y ni nghĩ thầm bà này cụt một cánh tay mà lại thuộc tình hình trong cung lúc bà ngồi khóc ở cung khôn ninh đáng lý ta phải đoán ra rồi vậy mà bây giờ nghe đào cô cô nói mới hay thì thật mình ngu xuẩn không biết đến thế nào mà kỳ lại nghe bạch y ni hỏi bấy lâu nay ngươi vẫn ở trong cung hay sao đào hồng anh đáp dạ Bạch Y Nhi nói, thằng nhỏ này bảo ngươi hành thích thái hậu thát đát, nhưng việc không thành thế là hay lắm. Ta, rất cảm kích về hành động của ngươi. Bà nói tới đây bất giác tuôn châu tầm tã. Đào Hồng Anh nói, công chúa thận trọng thiên kim chẳng thể trần chờ ở đây được. Nô tỳ xin đưa công chúa ra khỏi cung ngay bây giờ. Bạch Y Nhi thở dài đát ta không còn là công chúa nữa rồi. Đào Hồng Anh nói, không không, trong con mắt nô tỳ công chúa vĩnh viễn là trưởng công chúa của nô tỳ bao giờ nô tỳ cũng một lòng thờ phụng. Bạch y ni nở một nụ cười thảm đạm, dưới ánh trăng soi trên má bà còn ngân nước mắt trong suết khiến cho nụ cười càng thêm vẻ thê lương bạch y ni thủng thẳng nói. Cùng ninh thọ bây giờ có người giờ không? Ta muốn vào thăm cảnh cũ. Đào hồng anh đáp hiện nay công ninh thọ là chỗ ở của kiến ninh công chúa. Nhưng mấy bữa nay hoàng đế, thái hậu và công chúa thát đát đều rời khỏi kinh thành, không hiểu đi đâu trong cung ninh thọ chỉ còn mấy tên cung nữ và thái giám. Để nô tỳ đi giết chết bọn chúng rồi sẽ rước công chúa tới thăng. Nguyên cung ninh thọ là tầm cung của công chúa. Ngày trước Bạch Y ni là công chúa cũng ở trong cung này. Bạch Y Nhi nói bất tất phải giết người, chúng ta cứ qua đó coi cũng được. Đào Hồng Anh đáp dạ, xin tuân lời trường công chúa. Ngụ không biết ngày nay trường công chúa đã là nhân vật võ lâm võ công quỷ khốc thần sâu mụ tưởng bà phải nhờ vi tiểu bảo trà trộn đưa lén vào cung. Đào hồng anh gặp được chủ cũ, mụ đầy lòng xúc động. Đừng nói trưởng công chúa muốn thăm trốn cũ, mà phẩy sông vào núi đao bề lửa mụ cũng chẳng chút ngần ngừ. Ba người đi về phía bắc ra cửa Tây Thiết rồi rẽ sang mé đông, qua cửa Thuận Trinh, cùng mấy nhà kho chứa vải vóc, trà rượu là đến ngoài cung ninh thọ. Đào Hồng Anh khẽ nói, xin công chúa để nô tỳ đuổi bọn cung nữ và thái giám ra đã. Bạch y ni gạt đi, không cần, bà giơ tay ra đẩy vang lên những tiếng răng rắc, then cửa gãy rời, cánh cửa mở ra, bạch y ni tiến vào phòng, tuy đã đổi triều đại mà quy củ trong cung chẳng khác trước mấy. Cung ninh thọ là chó ở cũ của bạch y ni, bọn thái giám và cung nữ phụ trách công cung này ngày trước nằm đâu nay vẫn ở chỗ đó, nên bà thuộc hết cả. Bạch y ni không để bọn chúng kịp phát giác đã điểm vào vọng huyệt cho mọi người me đi. Bạch Y Ni vào đến tầm điện của công chúa. Đào Hồng Anh vừa kinh hãi vừa mừng thầm. Mụ nói, công chúa, té ra võ công của công chúa đã cao minh đến thế. Bạch Y Ni ngồi xuống cạnh giường, nghĩ lại những chuyện hơn 20 năm trước. Bà bị mất một cánh tay mặt dưới lưỡi kiếm của phụ hoàng ở trong điện này mà bây giờ cả Giang Sơn đều bị bọn thát đát chiếm cứ. Cả phòng ngủ của bà cũng thành phòng ngủ của công chúa thát đát, bà không khỏi đau lòng. Đào Hồng Anh và Vi Tiểu Bảo Thị lập hai bên lẳng lặng không nói gì. Bạch Y Nhi ngơ ngẩn hồi lâu rồi bảo thắp đèn nến lên, Đào Hồng Anh giả một tiếng, quẹt lửa thắp nến. Bây giờ mọi người trông rõ trên vách cũng như mặt bàn toàn đao kiếm, bi tiên, đủ loại binh khí, tựa hồ chỗ ở của một võ sĩ chứ đâu phải là tầm cung của một vị công chúa cành vàng lá ngọc. Bạch Y Nhi buông tiếng thở dài nói, té ra cô công chúa này bản tính hiếu võ vì tiểu bảo nói theo tính nết công chúa thát đát thật quái đản chẳng những thị thích dánh người mà còn mong được người đánh mình võ công thị tầm thương lắm chưa có gì đáng kể còn kém cả tiểu tử gã đưa mắt ngó lên tường nhớ tới ngày trước chui vào trong chăn ẩn bị thái hậu túm cổ lôi ra nếu tâm ngũ long lệnh của hồng giáo chủ không rớt xuống thì bây giờ đã làm tiểu thái giám dưới âm cung để phục thị cho công chúa của đức diêm vương rồi nên gã không khỏi hồi hộp trong lòng Bạch Y Nhi khẽ nói, bao nhiêu đồ họa cùng bút thiếp của ta đều bị thị lấy hết mất rồi. Đào Hồng Anh đáp, dạ, cô gái phiên bang này dường như chẳng biết mấy chữ thì hiểu gì được tranh họa cùng bút thiếp. Chắc vì thế mà thị cất đi để treo binh khí. Bạch Y Nhi giơ tay lên khẽ vẫy một cái quạt tắt ngọn nến rồi nói, ngươi hãy theo ta ra ngoài hoàng cung. Đào Hồng Anh đáp, vâng, mụ nói tiếp, thân thủ công chúa tuyệt diệu như vậy mà túm được thái hậu thát đát bức bách y giao mấy bộ kinh sách ra là ta có thể phá hủy long mạch của bọn thát đát. Bạch y nghi hỏi, kinh sách nào mà có vẽ cả long mạch của bọn thát đát? Đào Hồng Anh liền mang cả lai lịch về tám pho tứ thập nhị chương kinh thuật lại, nếu trong tám pho kinh sách đó quả có ẩn dấu phép phá long mạch của bọn thát đát thì thật hay lắm. Hãy chờ bọn hoàng đế và thái hậu thát đát về cung, chúng ta lại đến ba người rời khỏi cung ninh thọ vẫn theo mắt đông bắc bức tường thành vọt ra ngoài chờ về khách điếm yên nghỉ. Đào Hồng Anh và Bạch Y Ni ngủ chung một phòng, cách đây hơn hai chục năm đêm nay mới tái diễn cái cảnh chủ tớ một phòng. Đào Hồng Anh mừng rỡ không biết đến thế nào mà kỳ. Đầu óc mụ cực kỳ hoan hỉ, dạo rực, suốt đêm không nhắm mắt. Vì tiểu bảo nghĩ thầm tất cả tám bộ tứ thập nhị chương kinh, mình ta đã giữ sáu bộ, một bộ hiện giờ ở nơi hoàng thượng còn một bộ cuối cùng không hiểu lạc lõng nơi đâu. Này vị sư thái này cùng cô cô muốn bức bách mụ điếm kia giao kinh sách ra thì còn lấy đâu ra được. Chắc hai bên chỉ nói vài câu là xảy cuộc chiến đấu chém giết. Ta phải nghĩ kế gì để sư thái nhổ dùng cái đinh trước mắt ta và trước mắt hoàng thượng mới được mấy hôm sau. Bạch Y Ni và Đào Hồng Anh ở lì trong khách điếm không bước chân ra khỏi cửa. Vì tiểu bảo hàng ngày ra ngoài để nghe ngóng tin tức hoàng thượng đã về kinh chưa? Đến trưa hôm thứ bảy, gã thấy bọn khang thân vương, sách ngạch đồ, đà lòng thống lĩnh toán ngự tiền thị vệ, lại có cả mấy cỗ kiệu rầm rộ vào cung, ngờ á biết hoàng thượng đã trở về. Chẳng bao lâu từng bọn hoàng thân quốc thích, các bộ đại thần lục tục tiến cung để vấn an thánh giá. Bạch Y ni nói, hay lắm, đêm nay ta lại vào cung, hoàng đế thát đát đã trở về thì việc phòng vệ trong cung tất nhiên nghiêm ngặt gấp mấy lần trước. Vậy các ngươi đừng vào cứ ở khách điếm này chờ đợi ta. Bà nói vậy là có ý e ngại võ công của Đào Hồng Anh và Vi Tiểu Bảo hãy còn kém cỏi nếu theo bà vào cung khó lòng tránh khỏi những điều nguy hiểm bất chắc. Vi Tiểu Bảo nói, thưa Sư Thái, Tiểu Tử xin đi theo Sư Thái. Đào Hồng Anh cũng nói, Nô tỳ cũng muốn đi theo công chúa. Nô tỳ và gã Tiểu Tử này thuộc hết địa hình trong cung, không thể xảy điều nguy hiểm đâu mà ngại. Ngụ đã trùng phùng cố chủ bất luận trong trường hợp nào cũng không muốn rời xa nửa bước. Bạch Y ni nói, các người nhất định đòi đi, ta cũng ưng cho. Ba người lại theo đường cũ vào cung, khi vào đến bên ngoài từ ninh cung của Thái Hậu, vì tiểu bảo vẫn thủ tay trái trong bọc giữ khư khư tấm ngũ long lệnh, bụng bảo giả vạn nhất mà mụ điếm giả phát giác thì ta cầm ngũ long lệnh dơ ra khiến mụ phải y theo một phép. Bên ngoài cung từ ninh yên lặng như tờ, không một tiếng động. Bạch y ni dân hai người quanh ra phía sau. Bà nắm lấy sau lưng vi tiểu bảo tung mình vọt qua tường vào trong rồi hạ xuống đất không một tiếng động. Lúc đào hồng anh nhảy xuống. Bạch y ni lại xoay tay áo về phía sau, phất một cái để mụ hạ xuống nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Vi tiểu bảo trò vào khuôn cửa sổ mé bên phòng ngủ của Thái Hậu và ra hiệu cho Bạch y ni biết Thái Hậu nằm ngủ ở chỗ nào. Đoạn gã vẫy tay hướng dẫn hai người đi vào hậu viện. Nơi đây là chỗ ở của bọn cung nữ lúc này trời tối mù mịt chỉ có ánh sáng vàng khe từ trong ba gian nhà lọt qua cửa sổ lóe ra ngoài bạch ni ghé mắt nhìn qua khe cửa thấy mười mấy tên cung nữ ngồi bầy hàng trên ghế dài tên nào cũng cúi đầu lông mày dù thấp tựa hồ như người đang nhập định bạch ni vén rèm lên chuồn vào trong tầm điện của thái hậu vì tiểu bảo và đào hồng anh cũng vào theo trên bàn đặt bốn cây hồng lạp ánh sáng lập lòe Đào Hồng Anh giơ tay trò vào giường nằm của Thái Hậu khẽ nói, mấy bộ kinh sách đó giấu vào trong những hộp ngầm trên giường này. Ngụ tiến lại cuốn chăn đệm lên toan tìm kiếm, bỗng nghe ngoài phòng có tiếng bước chân. Vì tiểu bảo kéo tay áo mụ lật đật ẩn vào phía sau giường. Bạch y ni lầm nhầm gật đầu rồi cũng đi vào đó ẩn mình. Lại nghe thanh âm một thiếu nữ ở ngoài phòng cất lên, má má ơi, Hải Nhi làm xong việc đó rồi, má má định thường Hải Nhi cái gì đây? đúng là thanh âm của kiến ninh công chúa. Tiếng thái hậu đáp lại, má má sai ngươi là một việc nhỏ mọn đó mà cũng đòi má thường. Thật nhõng nheo quá, kiến ninh công chúa lại nói, trời ý, cái đó mà bảo là một việc nhỏ mọn ư tương đương nếu hoàng đế ca ca mở cuộc điều tra, biết được hải nhi lấy mất, nhất định y phải nổi lôi đình. Thái hậu ngồi xuống đáp một bộ kinh phạt thì có chi trọng đại, chúng ta lên ngũ đài sơn tiến hương là cầu đức Bồ Tát phù hộ độ trì cho vậy sau khi về công ta vẫn phải tụng kinh niệm phật bồ tát mới hài lòng công chúa nói má má đã bảo vụ này chẳng có chi trọng đại thì hài nhi đi báo cho hoàng đế ca ca hay là má má sai hài nhi lấy cắp bộ tứ thập nhị trương kinh kia để tụng kinh niệm phật cầu đức bồ tát phù hộ cho quốc thái dân an hoàng đế ca ca vạn tuế van vạn tuế vì tiểu bảo nghe nói tới đây mừng thầm nghĩ bụng hay lắm té ra mộ điếm giả sai công chúa đi lấy cắp kinh sách nhưng gã nghĩ lại cảm thấy vận khí mình không tốt. Gã lẩm bẩm giả tỷ chuyến này không có bạch y ni thì cuốn kinh sách kia có thể lọt vào tay ta, nhưng bây giờ thì không được rồi. Lại nghe Thái Hậu nói, ngươi đi mà tông, Hoàng đế có hỏi ta, ta sẽ nói là không có chuyện đó. Trò con nít nói nhăng nói cản biết đâu mà tin được. Kiến ninh công chúa la lên, trời ý, má má tưởng cãi được ư, kinh sách hiển nhiên còn ở đây thái hậu cười hích hích ngắt lời cái đó dễ lắm ta chỉ bỏ vào lò lửa đết đi là xong công chúa cũng cười nói chịu rồi chịu rồi hải nhi đành thua má 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 hập hỏi quá không muốn thưởng thì thôi sao còn ruồng rẫy hải nhi thái hậu hỏi người đấy đủ cả rồi thì còn muốn ta thưởng gì nữa công chúa đáp hải nhi đấy đủ cả chỉ còn thiếu một thứ thái hậu hỏi thiếu thứ gì Công chúa đáp, Hải Nhi còn thiếu một tên tiểu thái giám để làm bầu bạn cho vui. Thái hậu lại cười hỏi, tiểu thái giám ư, trong cung có hàng mấy trăm tiểu thái giám, người muốn bắt tên nào chơi với mình mà trả được. Chẳng lẽ bấy nhiêu còn chưa đủ? Công chúa đáp, không không, bọn thái giám kia ngu xuẩn lắm, chẳng thú gì mà bầu bạn với chúng. Hải Nhi muốn lấy gã tiểu quế tử hầu cận hoàng đế các ca mới vừa lòng vì tiểu bảo nghe tới đây lại chấn động tâm thần bụng bảo giả còn nhà đầu này vẫn chưa quên ta bầu bạn ví thị không phải chuyện dễ mình chỉ cần bất cần một chút là mất mạng ngay lại nghe thái hậu hỏi tiểu quế tử ư nếu gã là tên hầu cẩn của hoàng đế thì phải tùy hoàng đế có bằng lòng cho mới được công chúa đáp hải nhi hỏi hoàng đế ca ca nhưng y bảo đã phái tiểu quế tử đi công cán ngoài kinh thành đã lâu lắm hải nhi vẫn chưa thấy gã trở về Má má ơi, má má bảo hoàng đế ca ca phái người đi gọi tiểu quế tử trở về cho Hải Nhi.